Anh chị ghi cái chữ giúp toàn ấy, là chữ lúa. Dạ. Anh chị ghi chữ lúa giúp toàn. Dạ. Dạ. Các anh chị giải tiếp với chiếc toàn ha. Các anh chị giúp đỡ toàn đó, các anh chị vẽ vào một cái hình tượng một cây lúa, vẽ một cái hình tượng là một người cầm giơ ngón tay cái lên nút like, các anh chị để chữ ngoặc kép chữ ngu vào, sau đó một câu nói nó là thành tựu do người. Thành tựu do người. Đây là hai triết lý và một một quan niệm, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhận thức về sự khiêm tốn. Hai triết lý này và một quan niệm này nó sẽ đơn giản giúp chúng ta có sự khiêm tốn. Dạ. Đầu tiên chúng ta bắt đầu từ thành tựu do người nghe cả nhà. Bắt đầu từ thành tựu do người. Chúng ta bắt đầu từ thành tựu do người ha. Bất kỳ ai á, khi sanh ra từ 0 tuổi nè đến 30 tuổi, thông thường á, tâm niệm của con người á sẽ cảm thấy là dựa vào thực lực của bản thân mình phát triển và làm việc là quan trọng nhất. Từ 30 đến 40, rồi từ 40 tuổi đến 50 tuổi, dần dần con người sẽ có nhận thức rằng làm bất kỳ điều gì có người chỉ điểm là rất quan trọng. Bởi vì đọc ngàn quyển sách không bằng á là đi một dặm đường, đi ngàn dặm đường không bằng á là một cao nhân chỉ điểm. Có nghĩa là dần dần rồi con người sẽ nhận thức rất lớn, đó là người chỉ điểm nó sẽ rút ngắn được cái con đường đi của mình rất nhiều nếu chúng ta đi có người chỉ điểm. Các anh chị thừa nhận với Toàn, ai ở đây tới tuổi này cảm thụ được tầm quan trọng của một con người chỉ điểm cho mình trong cuộc sống này không cả nhà? Lúc tuổi nhỏ chúng ta không nhận thức được điều này nha.
Lúc tuổi nhỏ dưới tuổi 30 nhiều người không nhận thức được điều này. Đúng không ạ? Có người chỉ điểm quan trọng không ạ? Rồi. Nếu qua thời gian thì chúng ta cảm giác được có người giúp đỡ chúng ta quan trọng không cả nhà? Có người giúp đỡ quan trọng không? Các anh chị, có một bạn nhỏ trước nhà có một cái cục đá, nó một tảng đá nó nằm lưng lửng giữa mặt đất, lú lên một cái, lên một cái tảng đá lú lên không một chút xíu, thì chả chơi lúc nào chả cũng đi về gần nhà thì chả bị dách tảng đá đó, chả gần té không à. Thì cha cha mới nói nó, con bị dấp tảng đá đó nhiều lần lắm rồi, tại sao không chịu đào nó lên rồi bẫy nó bỏ đi đi, thì như vậy thì cuộc đời này sau này con đâu có bị nữa. Cái ông con nghe nghe lời cha, cái bắt đầu hì hục bẫy nó lên, bẫy như vậy tới nửa ngày. Nửa ngày trôi qua ông vô nói bà, con bẫy không nổi nữa. Ông già ông hỏi con làm hết sức chưa, gần vài câu như vậy. Cái ông nói được rồi, để con ra con làm tiếp. Cái ông ra ông hì hục cũng làm mọi cái. Cuối cùng tới chiều thì ông vô ông nói cha, con bẫy không nổi rồi, con đã dùng hết sức rồi, con dùng hết sức rồi cha. Thì nghe như vậy thì ông cha ông cười, ông nói thiệt là hết sức chưa, nói con dùng hết sức rồi. Nói sao sáng giờ hết sức, bộ con nói hết sức mình là hết sức hả? Hồi sáng giờ cha rảnh không có chuyện gì làm, cha đợi con nhờ cha giúp đỡ con, nhưng mà con có nhờ ba gì đâu mà con hết sức. Cái nói vậy thôi ba hỗ trợ con đi. Cái hai cha con gà bẫy nhẹ cái cục đá bay lên, cái ông nhỏ ông cười ông thích, bởi vì ông suy nghĩ hết sức là hết sức lực của mình. Nhưng mà con người muốn có được cái sức mạnh thật sự, sức lực thật sự phải biết mượn sức, phải có người giúp đỡ thì chúng ta mới hiểu được sức chúng ta bao nhiêu. Ai đây cảm nhận trong cuộc đời mình trải qua cực kỳ cần cái người giúp đỡ không cả nhà? Các anh chị cần nghe. Rồi, cái thuật ngữ thứ ba đó là kết nối. Ai đây cảm nhận được cuộc đời này nếu có người kết nối cho chúng ta thì các anh chị cảm nhận mọi cái chúng ta làm rất là hanh thông và rút ngắn được thời gian làm việc nhiều lắm ạ. À, nếu có người kết nối á, và nếu không có người kết nối có phải các anh chị không có cơ hội biết đến môi trường quýt không ạ? À, cả nhà, tại vì cách đi của quýt là không có marketing theo cách truyền thống, không marketing theo cách thông thường, nên nếu không có người kết nối thì chúng ta còn thời gian rất là lâu mới có thể đến với nhau được không? Ồ, vậy thì cuộc đời mình rất là cần cái người kết nối cho mình. Rồi, cuộc đời này cũng cần rất là nhiều người, con người tương trợ cho mình. Có những giây phút á, con người chỉ cần đứng ngoài sau lưng mình tương trợ cho mình nguồn năng lượng thôi cũng được rồi, không cần làm điều gì, chỉ cần ủng hộ mình một nguồn năng lượng thôi là chúng ta đã ngon không? Ai ở đây có những giây phút mình làm điều gì không cần người ta ủng hộ mình tối đa, chỉ cần đứng đằng sau mình trợ cho mình một nguồn năng lượng thôi là đứng đằng sau mình, lúc nào cũng đứng sau mình thôi, ủng hộ mình thôi, thì các anh chị nghĩ như sao? Không cần nhúng tay vào điều gì hết, chúng ta cần những người như vậy bên cạnh chúng ta không? Cần nghe. Dạ. Rồi,
Trong quá trình chúng ta làm, chúng ta cần người gánh vác không cả nhà? Các anh chị, sau này các anh chị làm việc lớn, các anh chị mới hiểu được có người gánh vác rất quan trọng. Tự làm tư hay là tự cá nhân đi làm thuê thì con số người không ý thức được điều này. Nhưng nếu các anh chị làm chủ hoặc là làm cái gì đó tạo một cái giá trị lớn cho xã hội thì người gánh vác rất là quan trọng. Người gánh vác rất quan trọng đối với chúng ta. Rồi, cần người dẫn dắt chúng ta không cả nhà? Chúng ta muốn đi nơi nào nhanh nhất thì có người dẫn dắt là chúng ta đi nhanh nhất. Cần người cho chúng ta đạo lý không cả nhà? Cần người cho chúng ta đạo lý không ạ? Cả nhà, cần người cho chúng ta đạo lý không? Sau này từ tuổi 40, 50 trở lên, chúng ta mới hiểu cần người cho chúng ta đạo lý. Ồ, cần người cho chúng ta tư duy để chúng ta có thể làm đơn giản mọi việc không? Cả nhà, cần người cho chúng ta tư duy để làm đơn giản không ạ? À? Cũng rất là cần. Cần người khai mở trí tuệ cho chúng ta không cả nhà? Cần người khai mở trí tuệ không ạ? À? Cần người khai mở trí tuệ không ạ? À? Cần. Cần người. Vậy thì cuộc đời của chúng ta khi đến khi thành tựu thật sự thì nếu chúng ta điểm nè, cần người chỉ điểm nè, cần người giúp đỡ nè, cần người kết nối nè, cần người tương trợ nè, cần người gánh vác nè, cần người dẫn dắt nè, cần người cho đạo lý nè, cần người cho tư duy nè, cần người khai mở trí tuệ. Cụ thể là chúng ta cần cao nhân để chỉ điểm. Cụ thể là chúng ta cần cao nhân để chỉ điểm, quý nhân giúp đỡ. Cần nhân mạch kết nối. Và thần tài tương trợ. Nhân tài gánh vác. Minh sư dẫn dắt. Thầy cô cho đạo lý. Chuyên gia cho tư duy. Và thiện tri thức. Khai mở trí tuệ. Cao nhân chỉ điểm, quý nhân giúp đỡ, nhân mạch kết nối, thần tài tương trợ, nhân tài gánh vác, minh sư dẫn dắt, thầy cô cho đạo lý, chuyên gia cho tư duy, thiện tri thức, khai mở trí tuệ. Được chưa? Vậy thì đời của con người tới một giây phút nào đó chúng ta sẽ nhận thức được rằng chúng ta không thể tách rời được chính con người này trong cuộc đời của chúng ta. Và mọi thành tựu của con người chúng ta xoay quanh chính con người này mang lại. Các anh chị đủ nhận thức về điều này không? Đó là thành tựu do chính con người này mang lại không? Ví dụ nha, cao nhân á,
Những ngày tới thì cô Trâm sẽ chia sẻ cho các anh chị định nghĩa từng người nhận dạng sao, đối đãi với họ như thế nào để cho các anh chị nắm. Nhưng còn nói sơ lược cho các anh chị có một số cái nhận thức quan trọng. Cao nhân là những người mà cho chúng ta một quan niệm nào đó hay một bài học mà từ đó giúp cho chúng ta đứng lên, đứng trên cái vấn nạn phát sinh. Họ chỉ cần cho chúng ta một chỉ điểm nào đó, từ đó chúng ta vượt thoát vấn nạn. Quý nhân là giúp đỡ cho chúng ta. Thì các anh chị sanh ra tới bây giờ hôm nay, các anh chị có để ý có đại quý nhân bên cạnh chúng ta xuyên suốt, có phải là cha mẹ chúng ta không? Người giúp cho chúng ta mọi khía cạnh của cuộc sống. Vậy thì việc chúng ta thành tựu ngày hôm nay có nhờ đại quý nhân này giúp đỡ không? Có những chung quý nhân là những người thầy của chúng ta hay là vợ chồng, những con người đã đồng hành cùng chúng ta trong suốt thời gian và họ tương trợ chúng ta trong suốt thời gian dài. Có những tiểu quý nhân dù họ có giúp đỡ chúng ta một lần hai lần thôi, nhưng bản chất họ đã đóng góp vào rất lớn vai trò vào giúp đỡ chúng ta. Sự kết nối của chúng ta về mọi mặt đều do nhân mạch, sự tương trợ do thần tài, gánh vác do nhân tài, dẫn dắt do minh sư. Thầy cô thì cho chúng ta đạo lý, chuyên gia cho chúng ta tư duy, thiện tri thức khai mở trí tuệ cho chúng ta. Vậy thì khi nào chúng ta đi đạt đến được cái thành công của cuộc đời thì các anh chị mới sao ạ? Mới cảm nhận được rõ ràng rằng những gì chúng ta có ngày hôm nay, thành tựu ngày hôm nay đều do chính dạng người này mà nên. Các anh chị nắm được ý Toàn vừa chia sẻ không ạ? Cả nhà, các anh chị nắm được ý Toàn vừa chia sẻ không? Chính dạng người này. Vậy thì nếu ai trong số chúng ta ngay tức khắc giây phút này nhận dạng và cảm nhận được, nhận thức được rằng thành tựu của tôi ngày hôm nay đều do người mà nên, thì đó là một trong những nhận thức cơ bản và nền tảng nhất để chúng ta có một cái nhân cách của một người khiêm tốn. Thành tựu của chúng ta ngày hôm nay do người mà nên, cụ thể do cao nhân chỉ điểm. Các anh chị đồng thanh nói cùng Toàn, các anh chị nói miệng cùng Toàn nghe các anh chị. Cụ thể là do cao nhân. Toàn đọc câu này, các anh chị đọc câu tiếp theo nha. Cụ thể là do cao nhân chỉ điểm, quý nhân giúp đỡ, nhân mạch kết nối, thần tài tương trợ, nhân tài gánh vác, minh sư dẫn dắt, thầy cô có đạo lý, chuyên gia cho tư duy, thiện tri thức khai mở trí tuệ, được không? Thiện tri thức khai mở trí tuệ. Vậy thì nếu ai hoàn toàn có nhận thức này, ai hoàn toàn có nhận thức này thì các anh chị cảm thấy là các anh chị đã có một phần nào đó sự khiêm tốn không? Các anh chị ai có cảm giác, ví dụ nghe người ta vừa gặp con chúng ta, cái người ta khen con của các anh chị: trời ơi sao con của bạn tài năng quá, như thế này thế kia. Cái vừa xong chúng ta nói là gì? Cũng may mắn phước báo á, là có cao nhân chỉ điểm cho các anh chị một cái gì đó để giáo dục con, hỗ trợ cho con. Nhờ á là quý nhân nè, nhờ mẹ nó chăm sóc thương yêu ông bà này kia, thầy cô, nhờ á nhân mạch đó kết nối cho tôi mới có được người thầy đó, bắt đầu dạy cho trẻ như thế này.
nhờ như thế này, nhờ như thế kia, nhờ như thế nọ, nhờ như nhờ 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 thì người ta nghe được điều đó, mà thật tâm cái người đó có nhận thức đó nghe, thì theo các anh chị nghe thấy người đó, cảm giác người đó có sự khiêm tốn không? Các anh chị cảm giác nếu thật tâm có nhận thức này thì con người có sự khiêm tốn không cả nhà? Các anh chị, cả nhà, nếu thực tâm có nhận thức này thì sao? Đây là một trong những nhận thức nền tảng để chúng ta hình thành nên nhân cách khiêm tốn. Còn nếu không thôi nè, không thôi nè ngang, không thôi nè, con mà nó hư cái một mình sẽ nói là gì? Do con gái mẹ của nó dẫn dắt nó vậy mà nó có ngày hôm nay, do bà ông bà nuông chiều đó nên nó mới như vậy. Còn con mà thành tựu đúng không, cái mình nói con của Toàn mà, con của Toàn phải vậy rồi các anh chị, thì theo các anh chị như vậy thì khiêm tốn không? Theo các anh chị vậy thì các anh chị thấy khiêm tốn không hả? Khiêm tốn không cả nhà? Sao khiêm tốn được? Lỗi thì do người, nhưng thành tựu do mình thì sao khiêm tốn? Sao khiêm tốn được? Không được. Nhưng mà con người có một cái nhận thức rất sâu trong nhận thức của họ rằng thành tựu ngày hôm nay là do người. Cụ thể là ai? Đây, bắt đầu đọc lại cái. Còn mở micro ra cho các anh chị đọc. Còn nhắc các anh chị đọc cho nó mướt cái một lấy phong trào nha, để cho anh chị thuộc luôn nha. Nè, còn mở rồi đó. Đây, do cao nhân. Thần tài. Tương trợ. Thần tài tương trợ. Nhân tài. Chúng ta cùng nhau nói nghe, thành tựu do người với thành cái lấy hưởng không? Tụ cho người. Yeah, cái thành tựu do người, ai mà có nhận thức này á thích lắm. Ai có nhận thức này qua thời gian các anh chị sẽ thấy à, chúng ta sẽ có người chỉ điểm chúng ta. Khi các anh chị làm gì tự khắc có người lại chỉ điểm à, có quý nhân giúp đỡ à, có người kết nối, có người tương trợ, có người gánh vác, có người dẫn dắt, có người cho đạo lý, có người cho tư duy, có người khai mở trí tuệ cho chúng ta luôn à. Nên một người á, cái quả của một người có sự khiêm tốn á, nó thu phục được con người lớn lắm. Thứ nhất, những người khiêm tốn là những người thu phục được rất con nhiều người bên cạnh, bởi vì góp đủ tiền được người mà đủ sự độ lượng, góp đủ tiền thì tập hợp người, đủ sự độ lượng được người, đủ sự khiêm tốn thu phục người, đủ sự đi trước dẫn dắt người. Được không? Góp đủ tiền tập hợp người, đủ sự độ lượng được người, đủ sự khiêm thu phục người, đủ sự đi trước dẫn dắt người. Nên đó, cái người khiêm tốn thật sự là người thu phục được người. Minh chứng cực kỳ đặc biệt là cái quả của người khiêm tốn là có rất là nhiều người đồng hành cùng người đó.
Muốn làm gì thì có con người đồng hành cùng họ. Và đặc biệt nhân tài khi tụ họp về họ, ban đầu những người đó chưa gọi là nhân tài đâu, nhưng mà dần dần những người khiêm tốn thì họ trở thành những nhân tài xuất chúng. Toàn sẽ lý giải cái nhận thức ngón tay cái á, cho các anh chị cái nữa là các anh chị sẽ hiểu cái này. Vậy thì bây giờ các anh chị giúp đỡ Toàn nè, có nhận thức, có hiện thực. Các anh chị có nhận thức ngay tức khắc, nhận hiện thực vì sự khiêm tốn nha. Các anh chị đủ nhận thức rằng thành tựu ngày hôm nay của chúng ta là do người hay không? Nếu sự việc gì xảy ra có phải cội nguồn từ mình không? Nếu mà cội nguồn từ mình và thành tựu do người thì các anh chị nghĩ con người đó làm sao? Ai làm việc với một nhà lãnh đạo như vậy thì các anh chị cảm giác làm sao? Người đó hoàn toàn thu phục tôi. Có phải không? Các anh chị. Các anh chị cảm nhận nè, nếu mà các anh chị có một người chồng, ai đó các chị nào có một ông chồng mà ông có nhận thức rất là đặc biệt, khi sự việc gì xảy ra trong gia đình ông có một nhận thức cội nguồn từ chính ổng, và ông muốn thay đổi thì ông bắt nguồn từ việc, ông bắt nguồn từ bản thân ổng mà thay đổi. Nhưng mà khi thành tựu phát sinh có, ông nhận thức đều là do mình, do con cái, do những người xung quanh mang lại mà có nên. Và ông xuyên suốt như vậy, ông nhận nhận thức như vậy, ông có nhận thức như vậy xuyên suốt trong suốt cuộc đời này, trong quá trình sống với mình, thì các anh chị nghĩ sao? Các anh chị thấy ông chồng đó làm sao? Các anh chị cảm giác người chồng đó như thế nào? Cội nguồn xảy vấn đề gì xảy ra, ổng quy về cội nguồn từ ổng, mà thành tựu mà phát sinh là ổng biết do người mà nên, thì các anh chị nghĩ sao? Các anh chị mến người chồng đó, nó thật ra các anh chị sẽ kính trọng người đàn ông đó. Ai cảm giác là mình hoàn toàn có thể kính trọng được người đó không? Ai cảm giác hoàn toàn mình có thể kính trọng được cái người như vậy không? Hoàn toàn có thể các anh chị. Và ai là người đàn ông thì giúp đỡ Toàn hãy trở thành người đàn ông có nhận thức như thế này. Vừa có nhận thức có hiện thực, có nhận thức có hiện thực, có nhận thức có hiện thực liền ngay tức khắc, chứ không phải để thời gian gì nữa. Chứ các anh chị có nhận thức này thì ngay tức khắc có hiện thực, là một trong những con người có nhân của khiêm tốn rồi đó. Được chưa? Được không? Còn mình là người phụ nữ trong gia đình mà mình trở thành người như vậy thì chồng mình kính trọng mình lắm, chồng mình yêu quý mình lắm. Được không? Còn người ta chuyện gì người ta đổ lỗi cho người khác kệ người ta, nhưng cá nhân chúng ta là chuyện gì xảy đến cội nguồn từ tôi cũng không phải lỗi do tôi, nhưng cội nguồn từ tôi để tôi thay đổi. Nhưng thành tựu mà đến thì thành tựu đều do người. Nếu mà có một người phụ nữ như vậy trong gia đình thì mấy anh nam thấy như chuyện như thế nào? Các anh chị yêu quý người phụ nữ đó tận cùng luôn không? Các anh chị, các anh nam có một người vợ như vậy ở nhà, các anh chị yêu quý tới tận cùng luôn không? Quá yêu quý. Tại vì không thể, làm sao có người phụ nữ có hiểu đạo lý được như vậy gì trời? Sao có thể có một người có hiểu đạo lý được như vậy? Và tự hào vợ của mình là một người rất thấu tình đạt lý và hiểu đạo lý. Làm sao mà có người phụ nữ hiểu đạo lý tới mức như vậy vậy ta? Và nhắc đến là phải yêu mến, phải yêu quý, không nói năng gì nữa. Và bảo vệ người phụ nữ đó suốt cuộc đời này. Tại vì người phụ nữ nó quá nhờ nhận thức quá tốt. Chuyện gì xảy ra, vừa phát sinh ra, thành tựu con cái của con là người phụ nữ nó tự hào rằng là cha đã mang lại điều gì,
ông bà đã giúp đỡ điều gì, thầy cô giáo đã ra sao, và hầu như tất cả thành tựu người phụ nữ đó nói rất rõ là ai đã mang lại điều gì. Nhưng mà vừa phát sinh vấn đề phát sinh thì ngay tức khắc người đó quay về cội nguồn của chính mình mà thay đổi. Thì nếu có người vợ như vậy, các anh chị nghĩ như sao, các anh nghĩ như sao, các anh nếu có người vợ như vậy các anh nghĩ như sao, kiếp này cưới được người vợ đó cũng xứng đáng, đúng không ạ? À? Đúng không cả nhà? Thử ai, chỉ có một nhân cách thôi đó nghe, mới có một cái nhân của khiên tốn thôi đó nghe. Đúng không? Thấy khủng khiếp chưa? Mới có cái nhân của khiêm tốn thôi mà nó vậy rồi. Vậy thì chuyện gì ra xảy ra khi các anh chị hoàn thiện toàn bộ cái kiện toàn nhân cách? Khủng khiếp. Khủng khiếp, không thể hình dung. Mới có nhân đó thôi nha. Rồi bắt đầu nè. Bắt đầu nè. Bắt đầu các anh chị đi qua cái nhân tiếp theo nè. Nhân tiếp theo của khiêm tốn nè. Đây, các anh chị nhìn thấy biểu tượng cái bàn tay cái đưa lên không? Trong mạng xã hội thì biểu tượng này chúng ta gọi là nút like, có phải biểu tượng nút like không ạ? Biểu tượng này ngụ ý như sao? Biểu tượng này ngụ ý như sao? Đó là biểu tượng của sự ghi nhận. Biết ơn. Và thừa nhận những người xung quanh sao ạ? À? Vượt trội hơn mình. Ghi nhận, biết ơn và thừa nhận những người xung quanh vượt trội hơn mình. Ghi nhận, biết ơn và thừa nhận những người xung quanh vượt trội hơn mình. Thời gian gần đây thì có mấy anh em bên doanh nghiệp hỏi Tom là làm sao để cho nhân sự của họ để cho nhân sự của họ có được sự hạnh phúc trong công việc. Có nghĩa là nhân sự của họ có một cái cảm giác, có cảm giác hạnh phúc khi làm việc. Làm sao cho nhân sự có một cái cảm giác hạnh phúc á khi khi làm việc. Nhận thấy được trách nhiệm khi làm việc. Nhận thấy được trách nhiệm khi làm việc. Và làm sao anh em trong nhân sự cảm nhận được cái thành tựu để họ nuôi dưỡng cái đó, họ ngày càng phát triển hơn, họ cảm nhận được thành tựu. Thời gian gần đây còn hỗ trợ bồi dưỡng cho các anh em về các anh em trong các tập đoàn về khích lệ và phát triển nhân tài trong tổ chức á, thì họ hỏi toàn là làm cách nào để làm cho nhân sự cảm thấy hạnh phúc khi làm việc, nhận thấy được trách nhiệm của mình và cảm nhận được thành tựu
khi làm, thì tự khắc á ba chữ này được giải quyết là đồng nghĩa với nhân tài của tổ chức nó tự khởi sanh, nó tự sanh. Khi con người cảm thấy thích công việc đó rồi, cảm thấy hạnh phúc khi làm rồi, và thấy trách nhiệm khi làm rồi, và cảm thấy thành tựu khi làm rồi, thì người đó trở thành một cái người, một nhân tài trong lĩnh vực đó. Toàn đề cử cái ví dụ về bản thân Toàn thôi. Các anh chị có cảm giác là Toàn cảm giác được hạnh phúc khi Toàn chia sẻ về tri thức nhân sinh, tri thức nội tâm cho các anh chị không? Cả nhà, cả nhà. Rồi, các anh chị ai ở đây cảm thấy Toàn cảm nhận thấy được trách nhiệm của Toàn về việc lan tỏa triết lý giáo dục tận gốc ra toàn cầu không? Các anh chị có cảm nhận thấy là Toàn thấy Toàn có trách nhiệm không? Và ai đây Toàn cảm nhận được sự ghi nhận cái sự thành tựu của bản thân mình không? Và càng ngày nuôi dưỡng việc Toàn chia sẻ, còn hỗ trợ thêm nữa không? Thì ngày qua ngày, tháng qua tháng gì đó, nó tạo nên Toàn là một người đứng trong hàng ngũ của ngành nội tâm. Và dần 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 Toàn có thể định nghĩa Toàn là một trong những con người về nhân tài bên lĩnh vực nội tâm không? Các anh chị có thể thấy Toàn là nhân tài bên lĩnh vực nội tâm không? Các anh chị, ồ, chính bản thân cá nhân của Toàn Toàn cảm thụ được điều này. Nguyên nhân do đâu mà Toàn được điều này, các anh chị biết không? Đây, nhờ á là những người xung quanh chúng ta có sự ghi nhận và biết ơn. Ban đầu Toàn chia sẻ, các anh chị ghi nhận, các anh chị biết ơn. Sau đó các anh chị thừa nhận, ô, bạn Toàn bạn có những cái điều đó, và thừa nhận là gì, có sự thấu suốt về nội tâm, vân vân vân. Thì dần 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 Toàn được nuôi dưỡng xung quanh bởi hai cái nhận thức này, hai điều này, đó là ghi nhận, biết ơn và thừa nhận. Ghét rồi Toàn làm, ghét Toàn cảm giác có hạnh phúc và nhận thấy được trách nhiệm mà cảm thấy thành tựu. Được không? Hiểu ý này không ta? Hiểu ý này không? Hiểu sao ta? Vậy thì một người khiêm tốn thật sự nghe, là người xung quanh của họ có rất nhiều nhân tài xuất hiện, bởi vì họ biết ghi nhận, biết ơn và thừa nhận những người xung quanh vượt trội hơn họ, nên họ tạo ra những con người cảm giác hạnh phúc khi làm việc, có trách nhiệm, nhận thấy trách nhiệm khi làm việc và cảm nhận được thành tựu khi làm việc. Hiểu được điều này, vậy thì đây là một cái triết lý, nó được gọi là triết lý ngu trong khiêm tốn. Mình thừa nhận những người xung quanh vượt trội hơn mình, nên giây phút đó mình nói mình ngu hơn họ, mình ngu hơn họ, mà thật sự mình ngu hơn họ không cả nhà? Không, họ vượt trội hơn mình, nhưng mà mình ngu hơn họ không? Mình ngu hơn họ, bởi vì sao? Họ vượt trội hơn mình một khía cạnh nào đó thì mình thừa nhận mình không bằng họ cái khía cạnh đó. Chưa chắc mình không bằng họ các khía cạnh khác, nhưng về khía cạnh đó mình thừa nhận. Cái thứ hai, nếu mình có giỏi hơn họ thì mình cũng phải ghi nhận, biết ơn và thừa nhận, dần dần họ trở thành nhân tài để gánh vác việc đó. Nếu các anh chị mà không giả bộ thừa nhận, giả bộ là ngu hơn họ mà không phải là ngu thiệt nghe, thì các anh chị sẽ làm thay việc họ luôn, bởi vì các anh chị thấy họ làm không được việc, các anh chị thay luôn, và cuối cùng không phải là nhận thức này. Nên vừa là ngu hơn họ nhưng mà không ngu hơn họ, mà vừa là ngu hơn họ nhưng mà thật sự ngu hơn họ. Ngu ở đây vô mặt kép nha, ngu vô mặt kép nha, được không? Hiểu ý này không? Hiểu này không ta? Hiểu cái nói, hiểu cái một cuộc đời này ấm áp liền ngay tức khắc. Có nhận thức chưa? Có nhận thức chưa cả nhà? Có nhận thức chưa? Có nhận thức là hiện thực.
Chúc mừng các anh chị đã có năng lượng của sự khiêm tốn, của duyên của khiêm tốn đã có rồi đó, thông tin của khiêm tốn, cái nhân của khiêm tốn các anh chị, bây giờ là duyên của khiêm tốn nè. Tự nhiên qua thời gian các anh chị thừa nhận, ghi nhận biết ơn và thừa nhận con mình nó rửa chén sạch hơn mình. À, ngon chưa? Ghi nhận biết ơn và thừa nhận con rửa chén sạch hơn mình và nhanh hơn mình. Có ai dám, người mẹ nào dám làm điều này không? Dám ghi nhận biết ơn và thừa nhận con rửa chén và sạch hơn mình không? Rửa chén và lau nhà sạch hơn mình. Và thừa nhận cả gia đình thừa nhận người này là người rửa chén sạch nhất và lau nhà sạch nhất. Dám không? Và ở đây người vợ nào dám thừa nhận chồng mình kho cá hay nấu canh hay làm một món gì ngon hơn mình, ghi nhận và vượt trội hơn mình rất nhiều, dám không? Dám. Thì người đó sẽ rảnh trong rửa chén lau nhà, tới món ăn đó người đó rất là rảnh, không làm gì hết. Hiểu nữa không ta? Các anh chị, các anh chị kiếm cái gì đó vừa thừa nhận cho các đứa trẻ nó vượt trội hơn. Các anh chị hiểu không đại? Ồ, con gán gà hơn, nhanh hơn mẹ, chồng em nấu ngon hơn em nè. Chồng em, ai nói chồng em nấu ngon hơn em là ngon rồi? Chồng em nấu ngon hơn em. Vậy thì có phải cuộc đời này mình không phải lúc nào cũng trong bếp? Tại vì người phụ nữ chỉ cần gì nè, u nấu thấy ghê, vô nấu cơm gì cũng nấu không được, trời rửa chén sao bà dở quá vậy, u coi cái gì mình cũng vượt trội hơn ta hết. Bà chỉ có biết là không người ai cũng dở hơn mình hết, cuối cùng cả cuộc đời mình làm công việc đó. Ừ, mẹ chồng em nấu siêu ngon nè, chồng em dạy con em siêu ngon đó đó, mấy cái đó thừa nhận. Mẹ em học tài chính tốt hơn nè, hiểu không? À, hiểu không ta? Nên vậy hiểu này không đại? Giống như ngày xưa toàn gánh vác đó, lớp hai gân đỡ cốt là ngày xưa toàn gánh vác đó cả nhà. Các anh chị có biết là toàn có thể đứng được lớp hai gân đỡ cốt không ạ? À, các anh chị có biết là toàn có khả năng đứng được lớp hai gân đỡ cốt không? Các anh chị có biết đúng không ạ? À, nhưng bây giờ toàn đã ngu hơn thầy giáo Sơn rồi, còn ngu hơn thầy giáo Sơn. Thầy giáo Sơn là hiện nay trong tổ chức là số 1 về cái mảng thay gân đỡ cốt, nên thầy ngày mở lớp học 3 4 5 lớp gì đó. Hiểu này không ta? Nếu không có thầy, không có ai, toàn vẫn có thể đứng lớp. Nhưng mà toàn thật sự á, không thể có thể xuyên suốt hỗ trợ cho mọi người được hết mình, và không có sự kiên nhẫn kham nhẫn trong cái lĩnh vực đó hơn thầy giáo được. Nên toàn thừa nhận được điều đó, ghi nhận điều đó ở thầy, thì tạo ra nhân tài về lĩnh vực thay gân đổi cốt. Và ngày hôm nay thầy gánh vác cho toàn lớp thay gân đổi cốt, và năm vừa rồi thầy đã gánh vác cho toàn hơn 30 mấy 4.000 lượt người học thay gân đổi cốt năm vừa rồi. Ngon không các anh chị? Mình chỉ có ghi nhận biết ơn và thừa nhận thôi, mà nhân tài xuất hiện và nhân tài đã gánh vác cho mình 30 mấy 40.000 lượt thay gân đổi cốt năm vừa rồi học. Hiểu không ta? Các anh chị hiểu ý không?
Hiểu ý hen. Cô Lộc với thầy Thắng. Ồ, bây giờ cô Lộc với thầy Thắng là gì? Dạy bơi là biết bao nhiêu người vừa rồi đã bơi 10 cây số. Mentor Master vừa rồi bơi biết nhiêu cây số, 10 cây số. Chuẩn bị tới đây sẽ tạo ra hàng ngàn người, hàng vạn người bơi 10 cây số các anh chị. Và trước đây bơi ai bơi 2 cây số thì xuyên suốt rồi. Bơi cạn mà bơi trên cạn mà thầy cô còn chuyển giao được BOS bơi sải mà. Sau đó chỉ cần học vài buổi bên ngoài là bơi đây hơi cây số, 5 cây số, 10 cây số rồi. Khủng khiếp, không thể hình dung được. Giờ các anh chị kêu toàn hướng dẫn các anh chị bơi không biết bơi được 1 mét không nữa, toàn biết toàn có bằng hướng dẫn viên bơi á các anh chị, toàn có bằng cứu hộ, có bằng hướng dẫn viên bơi. Các anh chị hiểu ý này không ta? Toàn có bằng cứu hộ, toàn có bằng hướng dẫn viên bơi á các anh chị, hiểu ý này không ta? Nhưng mà toàn không đủ sự kham nhẫn để đồng hành cùng các anh chị trong cái mảng bơi xuyên suốt được. Bơi online là mình tham gia trong bơi, cái mình tập bơi online, có sau đó mình nhảy xuống nước mình bơi, cái mình biết bơi nó đơn giản vậy đó. Bơi online là mình tập bơi online, tại vì mình không biết bơi mà mình còn nhảy xuống nước, mình quơ qua quơ lại, cào lên cào xuống, nội cái chuyện sợ thôi cũng chết. Mình có cái hình rất rõ gì bơi lội trên cạn như thế nào, bơi cạn mình bơi cạn, bơi cạn tất cả các động tác đều chuẩn hết, chuẩn hết. Sau đó các anh chị hiểu được nhận thức về bơi lội rõ ràng hết trơn, có được hình rõ gì nó, sau đó qua thời gian các anh chị đã tập, cái lực của các anh chị tập đến mức các anh chị bơi được 2 cây số, 4 cây số, 10 cây số trên cạn được rồi, có đủ sức rồi, sau đó xuống nước thể nghiệm vài cái nữa, vài ngày là các anh chị bơi 2 cây số, 10 cây số khỏe luôn. Và các thầy cô bây giờ là chuyển hiện thực xuyên không, và các thầy cô hướng dẫn bơi cạn cho các anh chị bơi khủng khiếp, không thể hình dung. Thầy Thắng với cô Lộc, các anh chị hiểu ý này không cả nhà? Cả nhà. Hiểu này không? Và thầy Nhân á, bây giờ thầy Nhân hướng dẫn các anh chị chạy bộ. Thầy Nhân hướng dẫn các anh chị chạy bộ 21 ngày chạy 21 cây số. Thay đổi nhận thức về chạy bộ, hiểu được các động tác chạy kiểu sao. Cứ 21 ngày là các anh chị chạy được 21 cây số. Và thầy đang phối hợp cùng với các anh em bên Việt Ray 365 có mở ra các lớp học về làm chủ đường chạy, làm chủ đường đời á, thì thầy hỗ trợ cùng với các anh em bên Việt Ray 365 là một đơn vị cũng chuyên tổ chức các giải chạy, các thể thao, cũng là đồng hành cùng tổ chức chúng ta. 21 ngày chạy 21 cây số, các anh chị thấy ngon không? Online, mở online, học tuần thứ nhất ra chạy bao nhiêu cây số, tuần thứ hai tới tuần thứ ba là chạy 21 cây số. Tỷ lệ hiện nay đang thành công hơn 80 tới 90%. 80% những học viên nghiêm túc chạy bộ đều chạy được 21 cây số. Còn lại thì 10 cây số trở lên hết. Và Toàn bây giờ Toàn cũng ngu luôn rồi Toàn cũng ngu luôn rồi à, các anh chị hiểu ý Toàn vừa chia sẻ không? Cả nhà, cả nhà hiểu được ý Toàn vừa nói chắc thích lắm trời. Tại vì ai cũng ham giỏi hơn người khác. Từ ngày nút like này ra đời nè, mạng xã hội đã ghi nhận biết ơn người ta cống hiến, nên cuối cùng cái kết quả là nhân tài của thế giới xuất hiện khủng khiếp từ khi mạng xã hội ra đời.
khi họ đăng một bài đăng, họ quay một video, họ làm điều gì đó họ đưa lên, các anh chị ghi nhận được họ, biết ơn họ và thừa nhận họ vượt trội hơn các anh chị, các anh chị cho một nút like cho Toàn và comment một cái comment đi tri ân họ một cái, họ sẽ làm cái video đó ngày càng tốt hơn, các anh chị có tin không? Các anh chị có tin rằng khi họ đưa lên một video, các anh chị thực tâm thừa nhận họ vượt trội hơn các anh chị, comment một comment ghi nhận biết ơn vì họ đã cho chúng ta xem những video đặc biệt đó. Lần thứ hai thôi, dù một người comment, các anh chị có biết rằng là người ta làm cái video lần thứ hai tốt hơn không? Có không ạ? Có không cả nhà? Ồ, vậy thì đang làm gì vậy? Tạo ra nhân tài đó. Vậy thì mình đã gián tiếp dùng nút like online để thừa nhận người ta là các anh chị đang tạo ra nhân tài cho thế giới này đó. Trời 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 trời, nút like đó mà sáng tạo nên, mới tạo nên cái mạng xã hội ngày hôm nay đó chứ. Thiếu nút like đó là thua. Nó là một nguyên lý đó, là một triết lý đó. Một triết lý, đưa triết lý đó vô mà tạo nên nhân tài đó. Và hàng triệu người ghi nhận biết ơn và thừa nhận cái người đó, thì cuối cùng tạo nên một nhân tài đỉnh của thế giới. Từ khi mạng xã hội sáng tạo ra nút like, là ngày đó chính thức nhân tài của thế giới đã được tạo. Các anh chị thấy khủng khiếp không? Khủng khiếp. Không thể hình dung cái triết lý này. Tại vì triết lý này đã tạo nên những con người cảm giác hạnh phúc khi làm điều đó, nhận thấy trách nhiệm khi làm và cảm nhận được thành tựu khi làm, và tạo nên con người trong ngành và giỏi ngành. Không thể hình dung cái triết lý này nó khủng khiếp như thế nào. Và chúng ta tri ân thật sự các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta cái nền tảng này. Và các anh chị à, các anh chị hãy làm nó với con của chúng ta. Các anh chị làm nó với con của chúng ta. Các anh chị làm nó với con của chúng ta. Được không? Các anh chị nhất định là nó trong gia đình của chúng ta được không? Có nhận thức chưa? Có nhận thức chưa? Có nhận thức chưa cả nhà? Có nhận thức chưa? Có hiện thực. Tại vì nhân cách của một con người là trạng thái cảm xúc và trạng thái nhận thức mà. Vậy thì nếu có nhận thức là có hiện thực về nhân cách. Được không ạ? À? Được không cả nhà? Được hen. Ngon quá. Lớp học K27 này học giỏi quá trời học giỏi. Các anh chị đúng là học là số 1 luôn đó. Đúng không? Tay của Toàn gì mà Toàn cũng có thể đưa ra được nút like ngược như thế này nè. Các anh chị học là số 1 luôn đó. Thấy chưa? Ngon chưa? Tay này để tay này thấy không? Hả? Vậy nè. Thấy chưa? Hả? À, đúng lại nè. Hả? Ngon chưa? Số 1 ra chứ không phải giỡn đâu nghe. Các anh chị học, học là học giỏi. Hình như ca này là học giỏi nhất từ xưa tới giờ Toàn thấy hay sao? Là hiện thực luôn rồi. Là hiện thực chứ là gì nữa? Có phải là nhận thức? Có nhận thức là hiện thực không? Ai cảm nhận thật sự là hiện thực luôn không? Ai cảm nhận mình có nhận thức đó, cái ngay tức khắc mình trở thành người khiêm tốn liền không? Ừ. Cả nhà ngay tức khắc thành tựu do người cái ghi nhận biết ơn được và thừa nhận được cái là xong luôn rồi, đâu có gì nữa đâu, không hiện thực. Rồi bây giờ nè, hiện thực bộc lộ sâu sắc luôn. Các anh chị qua đây, các anh chị qua đây, các anh chị qua đây, cái một là hiện thực bộc lộ sâu sắc luôn nè, cực kỳ sâu sắc luôn nè. Nè bắt đầu rồi, các anh chị giúp đỡ toàn cái, ai đã từng chứng kiến một cây lúa
Từ khi gieo hạt mầm, gieo mặn đó, tới khi lớn lên thành lúa chín rồi sau đó gặt luôn, đem lúa về nhà luôn. Ai chứng kiến được rồi cho tổng biết cái đã chứng kiến. Các anh chị nói đã chứng kiến hay là gì chấm gì cũng được trơn á, để toàn nói tiếp. Còn người chưa chứng kiến thì các anh chị giúp đỡ toàn, các anh chị lắng nghe và tìm hiểu về quá trình sinh trưởng của cây lúa sau nha. Tại vì nếu các anh chị không có cái hiện thực chứng kiến này thì sẽ không có nhận thức được cái này. Các anh chị nghe thấy nhưng mà nghe nhưng mà các anh chị chưa thấy được nó thì lên mạng tìm hiểu quá trình sinh trưởng của cây lúa nha. Ai đã chứng kiến cái là có hiện thực liền, còn chuyển giao hiện thực cho các anh chị liền, chỉ cần có nhận thức này là có hiện thực luôn được ha. Vậy thì ai đã chứng kiến thì toàn hỏi trả lời được liền à. Khi cây lúa còn non đó cả nhà, khi cây lúa còn non có phải cây lúa nó sẽ vượt lên rất cao không, nó nỗ lực nó càng vươn lên thiệt là cao không cả nhà? Cây lúa còn non á nó sẽ vươn lên rất cao không ạ? À? Tới khi cây lúa có hạt, chịu hạt rồi, chịu hạt chín rồi thì có phải cây lúa cúi đầu xuống không? Thường chiều cao của cây lúa nó lên tới có 5, 6, 7, tới 8, nhiều khi tới 1 mét tùy theo giống lúa. Nhưng mà chúng ta thấy lúa rất là thấp khi lúa chín, có để ý không? Lúa rất là thấp khi lúa chín, bởi vì lúa nó sẽ nặng chịu hạt nên nó cúi xuống. Rồi chúng ta có hình tượng này được không? Cả nhà, các anh chị có hình tượng này được không? Cả nhà, các anh chị có hình tượng này được đúng không? Rồi bắt đầu. Vậy thì chuyện gì xảy ra khi lúa còn non mà nó cúi xuống các anh chị? Chuyện gì xảy ra khi lúa còn non mà cúi xuống? Lúa hư. Người ta sẽ làm gì với cây lúa hư đó? Người ta sẽ làm gì cây hư đó? Nhổ bỏ. Được không? Cắt nó đi, nhổ nó bỏ. Được hen. Rồi. Chuyện gì xảy ra khi tất cả cây lúa đều chín, nó cúi xuống mà cây lúa chín đó nó còn còn ngẩng lên cả nhà? Thì lúc đó là lúa gì? Lúa lép, người ta cắt cho bò ăn, đúng chưa? Có phải không? Cả nhà. Vậy thì một con người, chuyện gì xảy ra khi không làm được bất kỳ cái điều gì mà họ còn cúi xuống khiêm tốn nữa? Khi một con người không làm được cái điều gì mà còn cúi xuống nữa thì cái người đó làm sao? Người đó bỏ đi. Tại vì không bao giờ người ta sẽ bồi dưỡng cho những con người như vậy. Tại vì không làm được gì mà đặt còn cúi xuống. Mà chuyện gì xảy ra khi con người đạt tới thành tựu cao rồi, là một trong những top những con người hàng đầu hết rồi, mà họ còn nhõng nhõng lên thì người ta sẽ cắt cổ. Người ta cắt bỏ. Hiểu ý này không ạ? À? Hiểu không cả nhà? Vậy thì cần có một cái nhận thức rất sâu về khiêm tốn như sau. Đó là vươn lên đúng lúc. Cúi xuống phù hợp. Đây là một trong những thứ quan trọng của khiêm tốn, đó là vươn lên đúng lúc, cúi xuống phù hợp. Vươn lên đúng lúc, cúi xuống phù hợp. Vậy thì cụ thể như sau, ví dụ ha, nếu ai đó đang sống ở thành thị, cái thành tựu cuộc sống của người đó tương đối khá hơn so với bạn bè ở dưới quê, khi chúng ta quay về quê sinh hoạt lại, giao lưu lại, các anh chị nghĩ mình nên vươn lên hay là mình cúi xuống? Mình nên vươn lên khoe là mình đã thành tựu gì hay là mình cúi xuống?
cúi xuống. Tại sao? Bởi vì so mặt bằng chung tại vùng quê mà chúng ta về thì chúng ta lại là những con người sao ạ? Rất là vượt trội rồi, nên chúng ta phải tự biết cúi xuống, nếu không thôi các anh chị phải trả giá cho mối quan hệ xã hội đó, đúng chưa? Nhưng các anh chị lên lại thành đề thị, chơi lại những anh lớn, những người mà họ đã có sự phát triển, thì các anh chị nên thể hiện sự vươn lên để họ bồi dưỡng cho mình không cả nhà? Bồi dưỡng không? Bồi dưỡng. Vậy thì còn nói người nào ứng dụng được điều đó có nghĩa là người đó vươn lên đúng lúc, cúi xuống phù hợp theo ý nghĩa đó luôn á. Còn nếu làm ngược lại, chúng ta lại tự ti, chúng ta lại cúi xuống không làm được gì hết, mà gặp những người mà họ thành tựu cao hơn mình rất nhiều mà chúng ta còn cúi xuống nữa, họ nói thằng này chắc nó không bồi dưỡng được, thôi mình không tưới nước bón phân cho nó đâu, để kiếm thằng nó đang vươn lên tưới. Hiểu không đâu? Hiểu không cả nhà? Cả nhà. Vậy thì nếu chúng ta ứng dụng được triết lý thứ hai này, đó là triết lý cây lúa này, cộng với triết lý thứ nhất, cộng với tâm niệm thứ ba này, tâm niệm này, triết lý ngu cộng với triết lý cây lúa cộng với tâm niệm này, ba nhận thức này, khiêm tốn là một trạng thái của nhận thức á, chứ không phải là trạng thái của cảm xúc thông thường. Khiêm hạ là chúng ta từ tình huống cụ thể chúng ta khiêm hạ đi, tình từ tương huống tâm hạ, nó có thể là trạng thái của cảm xúc, nhưng khiêm tốn này là trạng thái nhận thức. Ai có trạng thái nhận thức này, hai triết lý này và một 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 tâm niệm này, thì người đó sẽ có hiện thực ngay cái sự khiêm tốn. Được không? Là nhận thức chưa? Là nhận thức chưa cả nhà? Là nhận thức chưa ạ? Là nhận thức. Nếu có nhận thức rồi thì có hiện thực. Xong rồi đó. Thấy bây giờ các anh chị hiểu, các anh chị biết được có nhận thức là có hiện thực, thì từ giờ trở đi nó nhẹ đến mức không thể hình dung trong cuộc đời này, và toàn chuyển cho các anh chị hầu như rất là nhiều hiện thực, rất là đơn giản, bởi vì có hiện thực, có nhận thức là có hiện thực. Nhưng mà con người của mình tưởng đâu mình phải trải qua một thời gian rất nhiều thì mới có nhân cách kiện toàn, không có. Là nhận thức, có nhận thức rồi có hiện thực à, tại vì nó là một trạng thái nhận thức mà, được không? Có nhận thức là có hiện thực rồi. Toàn xin lắng nghe một anh chị phát biểu về cảm nhận học tập, bài học tâm đắc ngộ ra tại cái này, cái chúng ta giao lưu cái một anh chị thôi. Xin mời Yến Nguyễn. Dạ, thầy nghe em nói được không thầy? Nghe chị. Dạ, cảm ơn thầy đã mời em. Thì em có cái nhận thức về cái hiện thực này là ghi nhận, biết ơn, thừa nhận cái cống hiến đóng góp trước tiên là của chồng em. Hồi trước tới giờ thì em hay dành nấu ăn, nhưng mà càng làm càng mệt và hay càng làm chồng mới là nấu nhiều quá, ăn không có hết, hoặc là anh xắt thịt to quá, thế này thế kia, con không ăn mỡ sao anh lại làm mỡ như vậy. Nhưng mà sau khi mẹ em được cái hiện thực này hôm nay là giảng lại thì em thấm sâu sắc hơn. Nhưng mà trước đây thì cũng có nghe cô Trang chia sẻ, thì từ đó thì em không có ý kiến nữa, và cảm thấy rằng đúng là khi mà mình áp dụng được ghi nhận, biết ơn và thừa nhận cái công sức của chồng mình làm á, thì cái bữa cơm nó ngon hơn và mình cũng đỡ vất vả hơn. Và có những hôm thì
ăn xong rồi chồng rửa chén luôn, mình khỏi khỏi phải làm nữa. Và cảm thấy rất là sướng kể từ khi mà mình biết ghi nhận, biết ơn, thừa nhận là có nhân tài kế bên mà hồi xưa tới giờ mình tự cao quá nên mình vất vả. Dạ em cảm ơn thầy. Ngon ha. Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn cả nhà. Ừ, thôi, biết ơn chị. Rồi, có thừa nhận được con vượt trội hơn mình cái gì nữa không? Hả? Dạ có thầy. Thì các bé cũng biết giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Rồi thay vì mình làm hết các việc cho bé thì khi mà con làm thì mình nói là con làm vậy đúng rồi. Mà em đặc biệt là có một cái bé gái, bé gái hay cãi bướng mẹ lắm. Nhưng mà không hiểu sao từ lúc em nhận được cái ghi nhận biết ơn và thừa nhận này thì tự động lấy quần áo đi giặt rồi đi phơi. Mà nhỏ chiếu à, bé học lớp 3 mà có được 20 kg mà, nhưng mà làm thì rất là giỏi. Mà nhầm khi em thấy bé làm còn gọn và làm còn khéo hơn mẹ nữa. Nhiều khi mình chỉ bé nhưng mà mình lại không có sáng tạo được bằng bé. Dạ em xin hết ạ. À, nhẹ nhàng nhưng mà chắc là không có diễn đạt được hết cái triết lý này đối với em, là một cái gọi là đúng là ngay cái chỗ khiêm tốn, nhưng mà mình không phải là tự hạ mình xuống mà mình ghi nhận biết ơn thừa nhận người khác, thì cái đó là tạo ra cái giá trị khiêm tốn nó thực tế nhất trong cái cuộc sống của mình. Ừ. Dạ. Thôi, biết ơn chị. Em đại diện cho gia đình của chị biết ơn chị. Vì chị sẽ là người phụ nữ khiêm tốn. Gia đình có lợi lắm. Nhân tài sẽ xuất hiện nhiều lắm trong tương lai. Dạ, cảm Người ơn mẹ mà giỏi hơn con quá thì tạo ra những đứa con nó kém trong tương lai lắm. thầy. Hiểu ha? Dạ. Dạ hiểu. Biết ơn chị. Biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Dạ. Nhờ thầy. Dạ. Tính một người thôi, nhưng mà thôi mời Tú Lệ. Lâu quá không có cho nói chuyện rồi, hôm nay cho nói một cái. Em chào thầy, em chào cả nhà, biết ơn thầy đã gọi tên em ở nơi xa. Thầy ơi, em thấy được cái triết lý cây lúa này nó rất là phù hợp cho những bạn giống như em lần đầu tiên đi đi học mà tham gia vào cộng đồng sinh viên ở bên ở nước ngoài ấy thầy. Thì mình mới mà mình cũng chưa có trải nghiệm được nhiều, nhưng mà những cái hoạt động cộng đồng mình rất là năng nổ, mình xuất hiện để mình đánh dấu bản thân của mình và mình cho mọi người biết là mình có khả năng làm được việc này việc kia. Sau đó khi mà mấy bạn có công việc á là mấy bạn luôn giới thiệu cho em. À, nên là em cũng có được cái thu nhập nó cũng đỡ hơn. Sau này á thì em thấy một số bạn mà ở Sài Gòn qua học á thì mấy bạn qua lại là lặn mất tiêu luôn, không có xuất hiện cộng đồng và cũng không thể hiện là mình cần cái công việc. Có một số bạn xin việc á thì nói là à em cần công việc, rồi có post lên một cái tin nhắn, nhưng mà cuối cùng đi qua check cái Facebook của bạn đi, Facebook để hình khuôn mặt là hoạt hình, hoặc là có bạn không để hình ảnh gì luôn, người ta cũng không biết là người thiệt hay là người Facebook ảo. Nên là em có job ở khách sạn mà em có tuyển nhân viên thì em không bao giờ chọn những bạn như vậy, nên là cũng là một bài học để mà chia sẻ với mọi người là hình ảnh cá nhân hay là Facebook hay là những cái hoạt động của mình là luôn có người khác nhìn quan sát và ghi nhận những cái việc mà mình có khả năng làm để kết nối cho mọi người, nên là đừng để mất cái cơ hội khi mà mình cứ chìm xuống toàn bộ. Dạ em ghi nhận vậy. Về kết hôn cho cô. Dạ em làm thủ tục rồi thầy, thứ sáu này luật sư ở bên Đan Mạch sẽ gửi giấy tờ về cho em và thứ hai là em đi nộp là xong rồi. Trời ơi, đời này có người cũng đã lấy chồng rồi.
cuối cùng cũng thỏa mãn được ước nguyện lấy chồng phương Tây. Mọi người biết là ngày xưa em là hình ảnh trong tâm trí không có đúng với không có khai thật khi mà học với thầy á, xong bị thầy phát hiện bóc phốt vương cả nhóm biết hết trơn. Du học chỉ là cái cớ thôi mọi người, chủ yếu là em muốn có chồng nước ngoài có quốc tịch. Thầy phát hiện ra điều đó cười. Giả bộ nó đi du học nhưng mà bởi vì do mê muốn mê lấy chồng thì người ta nhận đại đi mày đập. Thì cái ngày lúc đó chưa có học nên là không có thể gọi tên, và thì mình mắc cũng mắc cỡ nên là mình cứ nói là mình đi du học thôi. Thầy cứ hỏi hình ảnh trong tâm trí, hình ảnh muốn cái gì muốn cái gì, xong cuối cùng mới lòi ra là muốn chồng chứ không phải là muốn đi học đó. Nên là rất tất cả mọi thứ nó kịp tiến độ hết luôn á thầy, và nó đúng y chang như cái dự định của mình Thì luôn. bây giờ mình muốn lấy chồng nhưng khi mình gõ thì mình mới thể hiện bản thân mình là ai, nên cuối cùng mình học cũng rất tốt mà mình lại có được chồng. Còn nếu Dạ không thôi mình giả bộ lấp liếm cái nội tâm đó, cái qua bển không ăn học gì, tối ngày đi ngắm trai không, rồi cuối cùng cái kết quả mà người ta cũng đánh giá giá trị mình kém. dạ Có phải mình thể hiện giá trị rất tốt nên giờ người ta đánh giá rất tốt cái đất đó dạ thầy thầy không? biết là cái anh người Ý mà lúc mà em quen á, là khi mà laptop của em bị bạn người Ấn Độ ở chung mà làm bể á, em khóc quá trời luôn, mà lúc đó sinh viên đâu có tiền đâu, bạn ấy chính là người cho tiền em mua laptop để ăn học, và bạn ấy cho em tiền đóng học luôn. Nên là cái việc mà mình đi học á, mình thể hiện đúng là mình khát vọng mình học á, cũng được trợ duyên nhiều. Dạ Thì cái duyên đó mới nó đổ ra. dạ Hôm nay là mình đã kết hôn, ngon chưa? Đúng là đời này có nhiều người phụ nữ hạnh phúc quá vậy ta. ngon, dạ rất là ngon, nhờ thầy và mọi người soi soi đèn trí tuệ cho em, nếu không là em cũng trật đường ray mấy năm. dạ Thôi chúc mừng. Rồi còn công tác với đài truyền hình đồ nhiều không? dạ em bây giờ em qua Ý lại em ổn định và em ở nhà và em đang làm dự án review du học châu Âu á thầy, để mà lan tỏa 10.000 câu chuyện. Em đặt ý 1.000 trước khởi đầu chứ, cho mấy bạn truyền cảm hứng cho mấy bạn đi du học, rồi em sẽ kết nối lại, em làm truyền thông lại, em không đi làm văn phòng nữa, vậy em đang làm riêng cho em. Hôm bữa em cũng báo cáo với cô như vậy để coi Học ngôn có phải ngữ của mình Ý cho cần tốt học không. lên, học tiếng Ý cho tốt, cái vài bữa gánh vác phần tiếng Ý cho tổ chức đây. Dạ em đang học tiếng Ý. Yes em nhận, ghi nhận, em sẽ Nhận làm việc cái điều tại vì đó. đang làm đa ngôn ngữ bên tổ chức nè, nên là nghiên cứu các giải pháp ngôn ngữ liên hệ với thì được rồi đó, nghiên cứu phương pháp dạy tiếng Anh, cái bắt đầu nghiên cứu tiếng Ý rồi hỗ trợ cho tiếng Ý cho tổ chức đây Dạ cảm ha. ơn thầy. Dạ vâng ạ. Gánh vác thêm một chữ tiếng Ý à. Dạ thật ra tiếng Ý nó dễ y tiếng Việt dễ, mọi người biết sao đọc vậy luôn, nó dễ Thì hơn tiếng Anh đó, luôn. bây giờ đó đòi hỏi cần có con người thấy cái chữ dễ đó đó để làm cho nó ra để người ta học đơn giản. Dạ Được ha. dạ vâng, em cảm ơn thầy, cảm ơn cả Bye nhà. bye. Bye bye các anh chị. Có một số anh chị, một số chị giơ tay ha. Ai tổng bye bye các chị. Dạ, chào cả nhà. Ở đây trông thấy còn hai cánh tay, là các anh chị mong muốn giao lưu nữa hay sao ạ? À? Hồi nãy thấy có một số anh chị giao lưu cùng với thầy rồi đó. Dạ. Ở đây trông thấy một cánh tay của trí huệ hiệu diệu, nhưng mà không thấy có ai hết. Dạ, các anh chị có đang ở đó để thuận lợi giao lưu không? Dạ rồi, em đã thấy. Dạ, mời chị ạ. Dạ em chào cô, chắc là em bé nhà em ấn nhầm vào ạ. À, vậy hả chị? Dạ Dạ rồi.
Cảm ơn cô ạ. Tại vì là lấy em cũng em học em nghe của thầy thì từ là từ từ hồi em bầu em bé thứ năm rồi, đến đến bắt đầu năm nay thì thầy ngộ lại và em nghe được nhiều hơn, phổ biết mình như thế là thực sự là biết ơn đến tri thức của biết cũng như là nội tâm. Em định tâm được rất nhiều để mà chăm sóc năm em bé này, nếu như mà không định tâm nhiều ấy, như hôm qua chẳng hạn em cũng có học mấy cái Zoom nhỏ ấy của các thầy các cô đã học mentor và master ấy, thì em tâm em chỉ động một tí thôi mà cả một buổi tối hôm qua là nhà em loạn như cậu. Dạ. Rồi hình như là chị nói tới chữ loạn xong là nó loạn Cao luôn. thiệt rồi. Dạ. Biết đến quý của mình ạ. Dạ chị. Rồi cuối cùng là chị dẹp loạn Xong xong đấy thì chưa? Rồi, thì chập chập. em mới nghĩ là học quyết và em định tâm và em để tâm lại bình tĩnh là cho một lúc xong đến tầm tầm 8 rưỡi 9 giờ thì là nó yên yên bình thường á. Dạ chị. Trời ơi, bốn nhà chị á, ngon quá ha, năm bạn luôn. Dạ. Mình định xin nữa không chị? Dạ. Ý là chị với anh là thích nhiều con đúng không? Dạ không ạ, em không phải là thích mà nhân nhân duyên nhà em bị nhỡ lần ba là hai bé sinh đôi và em À, dạ. Hình như đường truyền bên chị nó chưa sĩ tốt. làm thủ thuật. Cả nhà mình chưa nghe được chị nói rõ đúng không cả nhà? Dạ, hình như đường truyền của mình nó đang không tốt với chị. Để cho Dạ, thuận lợi hơn chưa chị ha? dạ cô đã nghe được chưa ạ? Dạ, rõ hơn rồi đó chị. À, nãy giờ hình như cái mic nó xa, nên nó bị chập chờn. Dạ. Nói chung cái Dạ đoạn mà chị nói dạ nghe rõ chưa là nghe được đó, nhưng mà cái cô đoạn nghe được sau rõ chưa lúc đó ạ? là không nghe. Dạ nghe rõ, cái lúc chị hỏi nghe rõ là nghe rõ chị. Rồi cái đoạn sau là nghe không rõ. Dạ. Dạ vậy chờ rồi ạ. Chắc chị kiểm tra lại thử đường truyền rồi có gì mình giao Cô và lưu cả nhà đã nghe sau. được chưa ạ? Dạ rồi, nghe được chị. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ, cô và cả nhà nghe rõ được chưa ạ? Dạ nghe được rồi chị. Dạ vâng ạ. Thực ra là em nhân duyên lần lần ba là em bị nhỡ hai sinh đôi là thành bốn, thì em Dạ. đã xin thắt buồng trứng rồi, thế nhưng mà thắt rồi mà vẫn nhớ thêm một lần nữa, nên là em thôi cố nỗ lực thêm một lần nữa là năm và em đã thắt lại buồng Dạ. ạ. Tại vì là thực sự là nhân duyên bị nhỡ nên là em mới để Dạ. chứ cho nên là em cũng thật sự là cảm ơn Quýt, vì có Quýt em mới định tâm được nội tâm của em, là em định tâm được rất nhiều, tức là định tâm sâu được vào tận bên trong ấy, vì ngày xưa em chỉ học phép tắc văn hóa truyền thống và phép tắc người con thôi, thì là nó chỉ gọi là bề nổi
bên ngoài và vẫn bị sâu bên trong là chưa 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 chỉnh sửa ra được rất à, em hiểu ra và ngộ ra rất được nhiều ạ. À, sau buổi tối qua một lúc thì em lại định tâm lại và em quán chiếu lại là lý do tại đâu, và em vẫn nhớ câu thầy dạy là cội nguồn bắt đầu từ chính ta nhưng mà lỗi không phải do ta. Dạ. Dạ Vậy là em chị biết dẹp dẹp xong năm xứ quân rồi phải không? Gọi là dẹp loạn năm xứ quân xong phải không chị? Dạ, chúc mừng chị. Đến lúc mà chị nhận thức dạ dạ, chị nhận thức về con người á là vốn, xong rồi chị sẽ thấy là chị giàu có kinh khủng khiếp luôn. dạ em biết ơn cô và cả nhà đã ghi nhận hình ảnh của em ạ. Dạ, biết ơn chị. Rồi, trong ở đây trông thấy có chị Trung Trung Lương à. Chị Trung Lương đang muốn giao lưu đúng không chị? Dạ, Vâng mời ạ, chị. thưa cô. Vâng, em chào cô, chào cả nhà. Ban nãy thì cũng rất là muốn là giơ tay để kể với cả nhà về cái hiện thực của em. Nhưng mà, tại vì thầy nói là chỉ duy nhất được một người thôi, nên là em ngập ngừng bây giờ. Xin phép cô là cũng nhân tiện là cái bài học ngày hôm nay của thầy thì em cũng có một cái hiện thực như này. Thì nhà em thì có một cái xưởng nhỏ, cái xưởng may nhỏ nhỏ may gia công. Thì trước đây thì em hay có nói chung là những cái hiện thực không tốt thì gần như nó là bóng tối. Thế thì gần đây thì sau khi mà được học quýt từ năm 2021 thì em cũng cũng có áp dụng những cái ánh sáng vào. Thì gần đây em thường xuyên có những cái ghi nhận đối với các bạn nhân viên của mình, là ví dụ như là em thường nói là ôi trời ơi Trang ơi, sao cô không yêu Trang một tí nào ấy, thế xong là sao cô lại không yêu cháu, thế xong bảo là chứ tại vì cháu làm đẹp hơn cô đó, cháu làm họ đẹp hơn cô nên là cô chẳng yêu Trang tí nào cả đó. Thì là từ đấy thì nói chung là nó cũng chỉ là những cái câu nói vui thôi, nhưng hôm nay được học cái bài của thầy thì đúng là nó rõ hơn về những cái sự ghi nhận đó. Nó nói chung là áp dụng những cái ánh sáng, thế nhưng mà vô tình nó lại là một cái nhận thức về con người như thế. Và có một cái hiện thực chưa được chưa 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 được có ánh sáng, nó là vào ngày hôm qua thì em có khoe với lại tất cả các bạn ở trong xưởng rằng là ôi rồi ôi các bạn ơi nhá, hôm nay đợt này nhà chị được học quýt cho nên là tức là cái nghi vấn của em nó đang bị ngược với lại cái mong muốn. Thế thành ra thì chỉ sau mấy tiếng đồng hồ sau thì là nó ứng luôn. Đó là em nói với các bạn đấy là từ hôm học quýt đến giờ hôm nay là 14 buổi rồi. Từ 14 ngày này không có trận cãi nhau nào, không không có một trận cãi nhau nào. Thì em chỉ vừa mới nói được có mấy tiếng đồng hồ thôi thì là chỉ vài tiếng sau thôi là có một cái sự gọi là hiểu không hiểu rõ nhau, chỉ có tức là một chút nho nhỏ thôi. Thì sau đó thì mình lại nhận ra một cái bài học là tại sao mà cái mong muốn bên trong mình thì nó rất là rõ nhưng mà cái nghi vấn của mình nó không đồng nhất với lại cái mong muốn bên trong đó. Thì ra thành ra là cái bất như ý nó vẫn xảy đến với mình. Đấy là một trong những cái bài học rất là thật sự ra là nó được gọi tên rõ hơn, và sau cái khóa học này thì em nói chung là thấu nhiều hơn, thẩm thấu nhiều hơn và áp dụng được nhiều hơn trong cuộc sống. Biết ơn những cái tri thức của thầy cô, nhất là thầy thầy Toàn, và biết ơn tổ chức WIT đã giữ hình để cho em được ngồi đây đến ngày hôm nay. Là tức là rất là nhiều khóa rồi nhưng mà chưa có khóa nào tốt nghiệp được nó được gọi là có một chút thành tựu nào cả, mà sau cái khóa này thì em ghi nhận bản thân mình là thành tựu khá là đầy đủ về các cái buổi học. Gần như là mỗi một buổi thì để em đều có những cái bài học và đều có những cái ứng dụng ngay sau những cái buổi học đó. Biết ơn cô và biết ơn cả nhà đã lắng nghe.
trân trọng biết ơn cô nhỉ. Em Dạ xin hết ạ. yeah. Biết ơn chị. Thì Anh việc cực của chị á, cho mình thấy được rằng á, là đúng là thành tựu do người không cả nhà. Có nghĩa là chị có một cái đội ngũ nhân tài quá xịn sò đúng không ạ? Làm xịn hơn chị nè. Rồi sau mười mấy ngày chị ăn học thì gần như là công ty có những cái rất là hiện thực tốt đẹp hơn trong mối quan hệ với nhau. Dạ yeah. Chúc mừng chị. Ở đây Trâm thấy còn hai cánh tay và có một cánh tay mới giơ lên. Ở đây có chị Nguyễn Thanh Loan giơ tay nãy giờ mà không có thấy chị bật cam á, nên không biết là chị có thuận lợi giao lưu không ạ. Dạ nếu chị Loan thuận lợi thì chị Loan mở cam ha, để Trâm biết, Trâm mời chị nha. Giờ Trâm mời anh Hải trước nghe. Dạ biết ơn chị. Dạ mời anh Hải. Hôm nay anh Hải nhãn nhãn thí quá chừng ha. Nhãn thí nhãn thí luôn. Dạ. anh cảm ơn Trâm nhé. Đúng là người ta cần cái cần nhận thì đúng lúc cần nhận. Hôm qua thì anh cũng có đầu giờ thì được tham gia được với chương trình là được thầy thầy vào giảng, thì bởi anh có một cái lịch liên quan đến năng rèn cái năng lực là gì ạ? Viết huyền không, nói huyền không, nghe huyền không và đọc huyền không. Thì ra cái lịch đấy thì anh lại cái zoom đấy là anh đặt lịch thì là đến giờ thì là zoom tự mở thì nó chèn mất là cũng không cũng quên mất không kịp chào thầy đấy. Nhưng mà quả thật hôm nay thì đúng là trọn vẹn được nghe hết lời bài thầy giảng. Còn mọi hôm thì toàn gần như là cái chương trình, thì bị anh cũng chia sẻ là anh đang học về chương trình mentor tài chính của bên Vincom. Rồi gần như là buổi tối thì học như này, rồi là một loạt các chương trình khác mà anh gần như năm nay thì không biết cô Trâm có đây nó sơ bộ về cái gọi bộ môn tử vi là mà của Huyền học Phương Đông và cái bộ môn Mandala của nhân số học Phương Tây, thì anh có cái con nhân là con số 12. Nghĩa là cái việc nó lặp đi lặp lại 1 2 1 2 mà nó không chuyển đổi được, thì quả thật năm nay thì cái chương trình của WIT thì có lẽ là cái nhân duyên để giúp anh là gì ạ? Di ảnh đồ hình toàn bộ cái đó. Thì đúng là hôm nay đủ duyên là gì ạ? Ngồi trọn vẹn được nghe thầy giảng thì đúng không ạ? Cái bức tranh hiện thực vừa rồi ấy thì là chính là cái giúp mình gì ạ? Nâng từng tầng bậc nhận thức của tâm, và định tâm ở tầng bậc nào do mình mong muốn. Đây là hoàn toàn là gì ạ? Đúng chuẩn công thức này luôn. Đã chia sẻ cả nhà, đây chính là công thức giúp anh chị em mình thì nâng tầng nhận thức của tâm, mà mình muốn định tâm ở tầng bậc nào thì mình do mình mong muốn đó. Và lên đến cái cuộc cái chia sẻ là ngay lập tức có thể là đặt cái trạng thái là tự nhiên biết được luôn đấy, thì anh cũng chia sẻ comment ở trên trên nhà. Vậy hôm nay thì anh cũng rất là cảm ơn biết ơn thầy và anh chia sẻ với cả nhà về công thức là như vậy. Đấy là cái bài học tâm đắc ngộ ra của anh nhận được như vậy, và đúng sự trọn vẹn được nghe được bài bài lời thầy giảng. Và trước khi cũng có việc một chút riêng thì lắng nghe một chút xíu nữa chia sẻ của mọi người, thì cũng là cái mà mình nói là gì ạ, phải nói là gì ạ, chuyển mê khai ngộ, đúng là lời của Thiện Tri Thức. Đấy Chúc là những cái gì mừng mà anh em. chia sẻ, anh trân trọng biết ơn. Dạ biết ơn anh Hải, hèn chi bữa nay nhìn anh tươi quá chừng luôn, đúng là lụm được kim cương đúng không anh? Dạ rồi, ở đây còn hai cánh tay ha, Trâm xin phép cả nhà mình là giao lưu với chị Quỳnh Nguyễn Ngọc với lại chị Hà Phan Thị Hồng, xong là mình vào nội dung chính của ngày hôm nay nha. Dạ biết ơn cả nhà. Dạ mời chị Quỳnh Ngọc Dạ em chào cô ạ và mọi người ạ. Em cảm ơn cô đã gọi em và mọi người sẽ lắng nghe em ạ. Em tên là Quỳnh ạ, em ở Vũng Tàu ạ. Hôm nay là học về cái bài học em thấy rất là tâm đắc ngộ ra là việc mà em ứng dụng với các bạn nhà em ấy, và một điều mà em muốn giơ tay phát biểu đó là khi mà cái bài hát ấy ạ, là Nguyễn. tức là em cứ trong đầu em nó luôn nhẩm đi nhẩm lại là con người không là con đường thì là cây cầu, con người là nhân tài, tại vì em chưa thuộc lắm nhưng mà nó cứ hiện trong đầu em cứ khúc 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 vậy. Và một đặc điểm nữa là con người là vốn quý ai ơi, là cỗ máy công đức phước đức ạ. Trời ơi em nghe xong mà em thấy rất là cảm động luôn đấy cô, trời ơi, em mà giống như có một cái năng lượng gì đấy nó làm mình muốn khóc luôn á. Mình rất là cảm động về cái điều đấy, và khi mà em áp dụng những cái điều đấy vào cho bạn nhỏ nhà em, vì nhà em có hai bạn nhỏ thì là bạn bạn hai bạn trai lại sát với nhau, nên là bạn lớn thì
khi mà nhỏ thì là có một mình nên là kèm mẹ một kèm một ý, nên là bạn ấy rất là điềm tĩnh thì các thứ, còn bạn thứ hai ý, thì bạn ấy năng nổ nhưng mà bạn ấy cực kỳ yêu thương. Ngày xưa thì em không biết ghi nhận bạn ý nên là thường là luôn thấy vấn đề với bạn ý luôn ấy, có những lúc stress mà chỉ muốn là những cái tiêu cực nhất với bạn ý luôn ấy. Nhưng mà khi mà học ra thì em mới thấy, thì lúc đấy em bắt đầu, em chưa phải là chuyển đổi một cái gì sâu sắc ngay, nhưng mà em lúc nào mà có khi mà mâu thuẫn hay gì đấy mà mình cảm thấy bắt đầu overload, tức là mình cảm thấy là nó vượt qua Quá cái tải cực, vâng, thì bắt đầu mình bảo không, đây là cỗ máy công đức với phước đức mình. của mình nên là vâng, thế rồi từ 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 em cũng bình tĩnh lại và rất là nhanh thôi. Đến bây giờ trong quá trình học viết xong thì bạn ý rất là yêu thương em rồi, hai mẹ con rất là quấn quýt với nhau, yêu thương nhau rất là nhiều đấy. Và một cái bài học tâm đắc ngộ ra hôm nay nữa đó là ở nhà em thì em rất là hạnh phúc vì một mình em là người đẹp nhất nhà nên Vậy là còn lại là các chàng trai thôi phải nên và đặc biệt là em lại rất là hay ghi nhận, ví dụ như là con em là luôn dọn dẹp, khi mà bạn đã không làm thì thôi, nhưng khi mà bạn đã dọn phòng nha hay là rửa bát thì bạn ấy dọn dẹp cái gì là bạn ấy dọn sạch sạch rất là sạch, sạch hơn cả mẹ luôn, nên là khi nào mẹ cần á, là hai đứa sẽ đóng cửa lại và mẹ đi ra ngoài đợi bọn con một chút, là mẹ bước vào là chăn gối rồi các thứ thẳng tắp và gọn gàng, cái phòng rất là đẹp luôn. Thì đúng là như thầy nói, khi là mình ghi nhận đấy ạ thì cái điểm nó sẽ được làm tốt hơn. Dạ, và em nhận ra một điều đó là trước kia em đã không ghi nhận, và khi mà không ghi nhận ý thì đúng là nó mất đi. À, em lấy được một người chồng ấy thì là nói chung là nấu ăn rất là tuyệt vời luôn, và đi đâu cũng nghĩ đến vợ, sẽ mua đồ ăn đặt về cho vợ luôn nhé. Tức là anh ấy trong tuổi thơ của anh ấy là anh ấy miền Nam, em người miền Bắc, nên trong tuổi thơ của anh ấy có những cái món gì mà ngon ấy, như là cái chè trong cái bọc xong ăn xong cắn cái đuôi ra xong để hút hút ấy, xong rồi chè trôi nước, rồi tất cả những cái món tuổi thơ của anh mà anh thích ấy, là anh đi đâu anh cũng sẽ mua về cho em. Ngày xưa mình không có biết trân trọng biết ơn, anh mua làm cái gì và sức này cào nhau và đến bây giờ ông không mua nữa nên là rồi là việc bếp núc cũng vậy, anh ý mà đã làm là anh sẽ nấu ăn là ngon hơn em rất là nhiều luôn, tức là anh mà đã nấu thì thực sự là mình không thể nào mình giảm cân được luôn. Và anh dọn căn bếp là mình đã dọn rất là sạch rồi, nhưng mà anh dọn một lượt nữa mình quay lại đúng là trời nó sạch hơn mình rất là nhiều, và mình cũng không biết làm sao mình anh lại làm được cái điều đó. Thì đến bây giờ em biết là em sẽ cần phải ghi nhận anh hơn. Và chứ thực ra là trước mình không có trân trọng biết ơn, mình đã mất đi rất là nhiều cái thứ đáng quý đấy. Và, thì nhờ học quýt những cái tri thức của thầy cô trao cho thì em cũng phải set up lại rất là nhiều cái việc mà tương tác với chồng với con. Thì đúng là trời ơi, khi mà mình làm đúng ý chồng mình rất là tuyệt vời trước mình toàn chê thôi, thì càng chê thì nó lại cứ càng tệ đi ấy. Nên xong mình cứ stress căng thẳng với tự chính mình thôi ạ. Bây giờ học hành rồi, đúng là có ăn có học có khác cơ nên là trời ơi, nói chung là ông chồng ông rất là cưng, ông rất là chiều, ông rất là yêu thương, mà ông sẵn sàng ông lo cho mình hết mọi thứ đó mà trước mình cứ phủ nhận nhé cô, nên là cũng nhờ biết làm nhắc nhớ lại cho mình những cái sự trân trọng biết ơn đấy trong mình để mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn Nói biết chung trước nói giờ á, cũng là người chồng đó, nhưng mà mình thấy sao mà thấy ghê phải không, nhưng mà giờ thì thấy sao mà ngon dữ vậy. và Trời, đấy mấy anh á, mấy anh á, vợ mà vào tham gia mà chuyển đổi kiểu này chắc mấy anh cũng mừng lắm. nên là ngày xưa em đi học cái gì á là chồng em cũng rất là cảm thực ra là như thế, em cũng đi học rất là nhiều quá, nhưng mà cứ nghe đến học là ông sẽ ngán lắm, ông sẽ không có vui đâu. Mà khi mà em nói em học quýt ý là sẵn sàng từ 6 giờ đến 10 giờ làm hết tất cả mọi việc chỉ để cho vợ ngồi học thôi, và con cũng vậy, mẹ ơi đến giờ rồi đi vào học đi, trời ơi, nói chung là đây là cái lớp đầu tiên mà
Tức là cả chồng cả con đều phục vụ tận nơi để Dạ, mình có thể ngồi học đó cô. có nghĩa là trọn vẹn tận hưởng học tập đúng không chị? Dạ. Dạ, chúc mừng chị. Thì đó, cái câu là trân trọng mới sở hữu, biết ơn mới thiên trường địa cũ là vậy đó. Vâng, có Dạ. rất là nhiều Đi câu mà tâm đắc, cái câu mà xe kể đi hoài thì không hết được. đây. Dạ. Chúc Dạ. mừng chị. Dạ, biết ơn hiện thực của chị. Dạ. Em cảm Rồi. ơn cô Mình và giao lưu mọi người đã với lắng chị nghe em. Hà ha. Dạ, chị học Hà. Dạ. Dạ, mời chị. Em chào cô và chào cả nhà. Em là Phan Thiều Hà, em sinh năm 1986 và năm nay em 20 tuổi. Thực ra là em cũng tham gia rất là nhiều những cái khóa học về phát triển bản thân. Em cũng là chủ một doanh nghiệp, nhưng mà thực sự là khi mình càng học thì mình càng có những cái mà kiến thức, và mình cũng là chủ một doanh nghiệp nữa. Thế nên là khi mà mình làm ra tài chính rất là tốt thì mình lại có thể là do mình không nhận ra những cái, cũng có thể là do cái giọng nói của em nó hơi đặc biệt, nên nhiều khi mình nói mình cảm giác mình nói rất là nhẹ nhàng, nhưng khi về nhà chồng mình lại nghĩ rằng là mình cái giọng nó rất là kiểu trịnh thượng, hoặc thái độ hoặc này nọ, hoặc là quen làm lãnh đạo ở người này kia, thì hai vợ chồng mình thì cứ nghĩ là mình có nói gì đâu, mình có thái độ gì đâu, hoặc này kia thứ, nhưng chồng thì cứ cảm giác như thế. Đâm ra là hai vợ chồng có những cái mà không hiểu nhau, thì càng ngày nó càng có những cái ít tiếp xúc, ít tương tác. Nên khi em học quýt thì em thấy là khi hai vợ chồng biết yêu thương trân trọng nhau, biết ngồi xuống tương tác và nói ra những cái gì đấy nó chưa hiểu nhau, thì vừa rồi em thấy tình cảm hai vợ chồng cải thiện rất là nhiều, và chồng cũng hiểu là thực ra là em không có ý như thế. Và nhiều khi em cũng có những cái, tức là suy nghĩ suy diễn về cái thái độ của chồng và không tương tác và không có hỏi rõ, tức là mình có nghi vấn nhưng mình cứ nghĩ trong đầu và mình cứ suy luận suy diễn và mình cứ giữ ở đấy, mình mặc định là người như thế đấy. Thế mình cũng khó chịu, chồng cũng khó chịu. Mà bây giờ khi em học quýt thì em hiểu ra rằng là khi mình có một cái nghi vấn gì đấy thì mình phải tìm ra cái bài học tâm đắc ngộ ra, là tìm ra cái gốc ở đâu như thế nào để có một cái hướng xử lý nó ổn thỏa nhất, chứ mình không có tự suy diễn, tự suy đoán xong mình mặc định người khác là như thế này là như thế kia. Thì em thấy và hôm nay cũng rất là vui vì em có một cái nhân duyên là được gặp ăn cơm với cả bạn nhân mạch của em và nhân mạch của bạn đấy nữa. Thì một chị thì học mentor 4 và bạn ý thì đang học mentor 5. Thì hôm nay ba chị em giao lưu ăn cơm với nhau, thì ba chị em khi mà được gặp tiếp xúc với nhau thì em thấy ở tổ chức có một cái, tức là khi mà vào cộng đồng thì có những người mà mình mới gặp nhau lần đầu ấy, nhưng mà cảm giác rất là thân thiện, rất là tức là chị Hạnh cũng cho em một cái cảm giác rất là gần gũi, và tức là muốn cống hiến trao đi, tức là chị người người rất là cởi mở. Để gặp lần đầu tiên thôi nhưng mà cũng cho em rất là nhiều những cái kiến thức và cho mình một cái sự gần gũi tình cảm. Thì em thấy chị cũng có chia sẻ những cái định hướng của chị trong tổ chức, trong công việc này kia các thứ, và em cũng thấy là hay. Vì thực ra lúc đầu ấy thì em cứ, tức là mình có cái tôi nó quá lớn, tức là khi mà mình đã ở một cái vị trí như này, mình có một cái thành công như này, thì thực ra mình không phải là mình có tâm coi thường đâu. Nhưng mà thực ra với những người mà mình tiếp xúc ấy, khi mà hôm nay em nghe cái bài giảng của thầy thì em mới ngộ ra trước đây thì mình đang bị gần như là cảnh giả ấy. Tức là
Em là người mà rất là gần gũi với cả nhân viên hay những người nghèo hoặc là mình đi từ thiện ấy, thì mình rất là Dạ. gần gũi kể cả những người mà ở vùng quê, vùng sâu, vùng xa hoặc là rất nhiều người cùng khổ ấy. Mình đi từ Dạ. thiện là mình ăn xả mình này kia các thứ, nhưng khi mà những ai đấy mà cái học thức, cái học vấn nó không bằng mình chẳng hạn, mà chia sẻ cho mình những cái kiến thức ấy, thì Dạ. tự nhiên mình cảm giác là mình có cái mà không, tức là không có niềm tin ý, tức là Dạ. mình không 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 có đón nhận kiểu Dạ. vậy. Tức là mình nghĩ rằng à họ học vấn không bằng mình, rồi họ Dạ. làm công việc này kia thứ, thì Dạ. làm sao có thể có những cái kiến thức kinh nghiệm Ừ. và ấy họ truyền tải cho mình được. Dạ Thì vâng. khi mà hôm nay gặp chị Hạnh, thì khi mà mới gặp thì em cũng, tức là chị có chia sẻ với em về những kiến thức của Quýt, những ấy, thì tức là vào một cái gặp một cái thì cũng có thể là do một cái chị nghĩ là nó rất là gần gũi và chị nghĩ rằng là chào đi thì rất là ok để kia thứ, thì chị vào đề ngay và chị nói này kia các thứ, thì mình Dạ. gặp bị ngập, tại vì em cũng là mới là người mà học khoán của thầy là khóa đầu tiên, Dạ. em hơi bị ngợp và em cảm giác là hơi tức là không tin tưởng lắm với những cái kiến thức hoặc là những cái xong phải mất từ sáng đến chiều, tức là mất nguyên một ngày, tại vì là khi mà em nhìn thấy là à ví dụ mình là một chủ một doanh nghiệp lớn, xong chị là chỉ là một chủ tiệm tóc thôi Dạ. đấy, rồi, tức là cái kiến thức, cái học thức hoặc tất cả mọi cái chị đang không bằng mình, là Dạ. chị lại kể với mình rất là tự tin, rồi những cái mà Dạ. này kia các thứ, thì lúc đầu là mình bị kiểu như bị khớp không? Dạ. Là mình không đón nhận ấy. Tức là Dạ. Nói cái chung nó là mình chưa có mở lòng để đón nhận những cái điều đó, tại vì mình chưa có tin rằng á, là những cái điều đó nó có lợi ích gì cho mình, đúng không chị? trong Dạ. khi một ngày thì em mới nhận ra được rằng là cái kiến thức nó là vô cùng, nó không có mặc định ở người này hay người kia, mà hôm nay tức là chiều nay em đã ngộ ra cái điều đấy rồi, và em Yeah. thấy chị có kiến thức rất là hay, cũng như cái tâm chị rất là tốt, chị phát nguyện những cái mà rất là cao cả, thì Yeah. em cũng thấy rất là ok. Nhưng khi mà em ngộ ra lúc mà bài học của thầy ấy, thì em mới thấy được rằng à mình đang có những cái mà giống như là mình chưa có cúi đầu thực sự ấy, tức là Yeah. mình chỉ đang có một cái kiến thức ở một cái tầm nhất định thôi, chứ mình chưa có những cái tri thức mà ở những cái mà Dạ. ngoài cái sức của mình. Mình có thể là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó nhưng mà không phải là tất cả. Dạ. Dạ. Rằng là mình phải cúi đầu, mình phải khiêm tốn, mình phải biết ơn, trân trọng những cái người mà nhân mạch này, tức là có thành quả là do người Dạ. đấy, mình phải biết cái điều đấy thì mình sẽ phát triển được, và Dạ. mình ngẩng đầu đúng lúc, mình biết cúi đầu đúng lúc, mình biết đón nhận tiếp thu, và mình cũng Dạ. biết chia sẻ Dạ. Vươn sẽ lên, mình biết vươn lên và cúi đầu một cách phù hợp đúng không chị? tức là mình phải phải biết đúng lúc đúng chỗ, tức là những cái gì mà mình chưa biết thì mình phải trân trọng đón nhận, chứ không phải là mình cứ nghĩ rằng là những cái người mà họ đâu có bằng mình đâu mà họ chia sẻ với mình, hoặc là có những cái mà mình nghĩ được rằng là mà những cái người mà như thế thì mình không 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 đáng để mình chia sẻ. Mà khi mà nghe thầy thì em ngộ ra là trước đây mình đi từ thiện thì mình chỉ có cho đi vật chất thôi, cho đi thần thôi, chứ chưa cho đi cái tư tưởng quan niệm đấy. Khi mà hôm nay khi mà nghe chị Hạnh chia sẻ thì em mới hiểu được rằng ai cũng có những cái, ai cũng có thể thành thiên tài, miễn là mình mở lòng và mình tiếp nhận cái tri thức và mình thay đổi cái quan niệm, cái tư duy, và em ngộ ra cái điều đấy, và em thấy là rất là biết ơn, trân trọng nhân mạch của em là em Hạnh, và hôm nay cũng là một chị cũng tên Hạnh là nhân mạch của em Hạnh. Em rất biết cả cô, cảm ơn cả nhà chế định em ạ. Dạ.
Biết ơn chị Hồng Hà. Dạ. Dạ. Thì qua cái chia sẻ của chị á cả nhà, thì Trâm làm rõ một cái ý hơn là như vậy nè. Thứ nhất đó là về tri thức nội tâm mà mình đang được nhận chuyển giao trong khóa đó, trong cái lộ trình nâng tầm nhận thức này á, thì thầy có chỉ điểm là bản thân tri thức là đã có tiếng nói riêng của nó rồi, nên ai là cái người nói không quan trọng, chỉ cần lan thì nó đã có giá trị. Cái điều thứ hai á mà Trâm cũng chia sẻ với nhà mình á là cả nhà có thấy là nếu như theo một cái tâm lý bình thường á, thầy đã ngồi đây mà chia sẻ bao nhiêu khóa, và thậm chí thầy đã đi cái con đường này cả chục năm rồi, thì thầy gọi là trong lòng của các học trò như Trâm hoặc là các thầy cô khác, thầy gọi là master và đỉnh của đỉnh rồi, thì làm sao mà mình dám ngồi đây để mình gánh vác cái lớp của thầy, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái hiện thực á mà thầy giúp cho mọi người nhận diện được, đó là thông qua một cái nghiệp duyên thì chúng ta kích được cái nghiệp thức. Có nghĩa là có thể ha, ở đây có thể một số cái tri thức, số cái nội dung mà thầy chia sẻ thì đa phần vì là thầy chọn cái sứ mệnh đi cái con đường này, có nghĩa là giúp mọi người nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng từng bậc trí tuệ. Thế nên đa số là các anh chị nhận được cái tri thức của thầy một cách rất là tốt. Tuy nhiên á, không phải là tất cả. Đôi khi một vài cái học phần hoặc một vài cái nội dung mà các thầy cô khác ngồi đây, có thể là cái cách chia sẻ nó cũng đúng như thầy vậy thôi. Tuy nhiên á, là tự nhiên thông qua cái nghiệp duyên đó, nó phù hợp, cái nó kích được cái nghiệp thức, cái bình ngộ ra. Thì cái này á, thì các anh chị master á, là được trải nghiệm rất là rõ. Đó là lý do tại sao các thầy cô khác dám ngồi ở đây và tự tin chia sẻ những cái tri thức này cho các anh chị. Chứ nếu không á, mà nội nội các anh chị mà gọi là có tâm so sánh thôi là đã không dám ngồi đây rồi, hoặc là ngồi đây chắc run như cày sấy luôn chứ không dám chia sẻ, đúng không ạ? À? Thì có nhiều anh chị gặp Trâm ở chương trình offline á, các anh chị cũng lợi chào xong rồi nói là nói thật với cô Trâm là lúc đầu á là em có một cái tâm lý á, là không phải là thầy chia sẻ thì em không có lắng nghe, bởi vì các thầy cô khác mà gánh vác thì em out zoom, em đi làm việc khác. Tại vì em chỉ nghĩ là thầy á thì mới chia sẻ những cái thông tin và những cái tri thức mà nó đúng và nó tốt thôi, còn các thầy cô khác thì thôi em không chọn nghe, em đi làm việc khác. Nhưng mà cái hôm đợt khóa nào đó Trâm cũng có gánh vác một vài buổi, thì chị nói lúc đó chưa kịp thắt Zoom thì vô tình nghe cô Trâm chia sẻ cái câu chuyện đó, cái tự nhiên em ngộ ra, cái lúc đó tự nhiên em thay đổi, em nói ha, hình như các thầy cô khác chia sẻ mình cũng nhận được cái giá trị. Thế nên bây giờ là em đã đổi rồi, có nghĩa là ai chia sẻ mà em không, có nghĩa là không có còn gọi là kén chọn là thầy mới được nữa, mà các thầy cô chia sẻ mà thuận duyên em vẫn có thời gian và em vẫn tham gia lớp được thì vẫn 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 hiện diện để lắng nghe. Thì tự nhiên trong nghe vậy cái trong cảm động dữ sao luôn, em nói à vậy hả chị, trời biết ơn chị quá, có nghĩa là đón nhận những cái gì đó mà mình tham gia cùng á. Dạ đó, thì cũng chia sẻ với nhà mình để nhà mình cũng hiểu rõ cái góc độ đó ha. Thì có thể là thông qua, đôi khi không phải cần là các thầy cô của quýt đâu cả nhà, như hồi nãy chị Hồng Hà có chia sẻ đó, đôi khi là một nhân mạch hoặc là một chị nào đó, hoặc là trong cuộc sống mình gặp rất là nhiều người khác, không phải là trong cộng đồng quýt nữa, nhưng mà biết đâu một câu nói hoặc là một câu chuyện của họ hoặc là một cái hiện thực của họ thì giúp mình đã nhận ra một cái bài học rất là giá trị rồi. Dạ thế nên là quan trọng là mình nhìn nhận như nào và mình cái tâm mình đón nhận ra sao, đúng không ạ? Dạ, Trâm thấy ở đây chị Hồng Hà giơ tay lại hả? Phải không? Dạ, đấy nhá, Dạ. dạ. Dạ chị. Cảm ơn cô, cảm ơn cả nhà. Dạ, Dạ, cảm ơn. biết ơn chị. Rồi, bây giờ mình cùng nhau làm rõ tiếp tục là nhận thức nội tâm về con người nha cả nhà. Dạ. Hôm nay thì Trâm nghĩ chắc mọi người mình làm rõ với nhau thôi, chứ còn ở đây bây giờ các anh chị nhận thức xịn hết rồi. Hồi nãy thầy nói chưa thấy khóa nào mà học giỏi như khóa 27 đúng không ạ? À? Chúc mừng cả nhà. Dạ. Rồi Trâm xin phép mở bảng chữ viết ha. Rồi. Ngày hôm qua mình đã giao lưu với nhau, con người không là con đường thì là cây cầu ha. Con đường á, thì đồng hành cùng chúng ta ha, giúp chúng ta
đạt được những cái mục tiêu, những cái điểm đến trong cuộc đời, hoặc là thậm chí đạt được cái ước nguyện cuộc đời. Còn nếu không là con đường thì là cây cầu. Đôi khi thông qua con người đó thì mình gặp được rất là nhiều nhân duyên khác là con đường đồng hành với mình. Thế nên là không là con đường thì cũng là cây cầu ha. Dạ. Rồi. Tiếp theo mình tìm hiểu là con người hồi nãy giống như thông qua bối cảnh những cái hiện thực mà các anh chị trước vừa chia sẻ đó cả nhà. Thì con người cho ta cái gì ạ? Cho ta bài học đúng không ạ? Có phải là các anh chị chia sẻ giao lưu những cái hiện thực hoặc là bài học tâm đắc ngộ ra trên lớp thì thông qua đó mình cũng nhận ra được những cái bài học đúng không ạ? Thì con người cho chúng ta bài học thôi cả nhà. Rồi. Hoặc là cái hôm mà cô Bích Nga có đọc cho mình cái truyện Hai Thiên Thần á, Hai Thiên Thần Hạ Giới á cả nhà, thì có phải là lúc đó mình cũng nhận diện được rằng á, là đôi khi á, có một số nhân duyên á, đến cho mình, có nghĩa đến với mình á, thì mình nhìn thấy cái hình tướng nó là bất như ý, tuy nhiên có phải là đang cho mình cái bài học để mình trưởng thành hơn không ạ? Thế nên con người á, thì cho chúng ta những bài học để trưởng thành đúng không ạ? Dạ. Rồi. Rồi con người thì sao? Nếu mà mình với cái tầng bậc 3 đó thì con người sao? Không có vấn đề đúng không ạ? Rồi, mình ghi ha, không có vấn đề. Là con người thì không có vấn đề. Bởi vì chỉ cần gọi là nâng tầng bậc 2 thôi là mình đã thấy cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính mình rồi đúng không ạ? Tầng 3 có nghĩa là họ như thế nào là do sao? Do mình nhìn thấy như vậy, mình cảm nhận như vậy. Chứ họ có phải là như vậy không? Không đúng không ạ? Nên con người không có vấn đề ha cả nhà. Là con người thì là không có vấn đề. Rồi. Con người là vốn, hồi nãy có bài hát đó, chị Quỳnh có nhắc mình đó, trong cái bài đó thấy con người là vốn. Thì hồi đó giờ nghe vốn cả nhà, nghe cái từ vốn thì cả nhà mình nghĩ tới cái gì? Mình nghĩ tới cái gì đầu tiên ạ? Con người là vốn. Dạ, tiền. Dạ rồi. Mình cùng làm rõ về cái vốn nè, để mình coi coi thực sự là tại sao mà khi mà vào cộng đồng quýt thì nghe ai nhiều con á, ai cũng cười vui mà giống như kiểu trời ơi tỷ phú đúng không ạ? Ngày xưa mà phải nghe ai khoe và vài triệu đô hay là mấy trăm tỷ gì đó, cả ngàn tỷ mình mới thấy giàu. Giờ sao tự nhiên vô quýt mà chỉ khoe mình có 3 con, 5 con, 8 con mà sao mấy thầy cô đồ kêu trời ơi chúc mừng anh chị giàu quá. Đúng không ạ? À? Các anh chị có thấy gì không? Thế xong mà vô quýt cái nhận thức gì nó lạ lùng vậy, cứ thấy người ta nhiều con, người ta vất vả như vậy, người ta tốn kém như vậy đúng không? Nuôi đứa trẻ bây giờ chi phí nhiều phải không anh chị? Nhưng mà sao các thầy cô quýt á, mà nghe các anh chị mà có nhiều con mừng mừng vui mừng đến như vậy ạ? À? Rồi, vốn ha. Đi vốn này đi. Rồi, khi nhắc tới vốn thì mình nghĩ tới cái gì anh chị? Ở đây mình thấy tiền nè. Dạ, tiền. Tài sản phải vốn không cả nhà? Tài sản mình sở hữu á. Dạ. Tiền, tài sản. Rồi gì nữa cả nhà? Cái gì mà mình thấy nó là vốn nữa hả? Gì nữa à? Trí tuệ có phải là vốn không cả nhà? Trí tuệ. Năng lực, sức khỏe.
Trí tuệ có phải là vốn không ạ? Kiến thức, dạ. Đúng rồi. Tại vì với năng lực nè, với trí tuệ nè, mình cũng tạo ra được gọi là những cái kinh doanh hoặc là sự nghiệp đúng không ạ? Dạ. Trâm ở đây Trâm ghi tri thức ha. Ở đây trên đây các anh chị cũng có nói là tri thức. Dạ đúng rồi. Tri thức, trí tuệ. Bây giờ người ta hay nhắc tới trí tuệ AI đúng không ạ? Nghe nói là tích hợp và gọi là rất là thông minh hả? Trí tuệ của nhân loại hả? Dạ. Rồi, mối quan hệ cả nhà. Mối quan hệ có phải là vố không? Mối quan hệ. Nhiều lúc mình có tiền mà mình không có mối quan hệ thì có những sự việc cũng không giải quyết được đúng không ạ? Dạ, trí tuệ nhân tạo. Dạ. Nhưng mà trí tuệ nhân tạo đó là cũng do con người tạo ra đó cả nhà. Đúng không ạ? Rồi. Thời gian. Người ta nói thời gian là tiền bạc hoặc là thời gian là vàng đúng không cả nhà? Thời gian. Dạ rồi. Rồi thì mình ghi đại diện ở đây một số cái để mình thấy vốn ha cả nhà. Vốn. Tuy nhiên á cả nhà có ở đây chắc các anh chị có học về thấu hiểu sức khỏe đó. Thì trong cái chương trình thấu hiểu sức khỏe kiến tạo an vui á thì thầy Vũ làm rõ cho mình cái này á hả rất chi tiết. Đó là cơ thể con người mình trị giá bao nhiêu cả nhà? Có ai học bên thấu hiểu sức khỏe không? Dạ, vô giá rồi đó, nhưng mà bên khoa học, dạ đúng rồi. Tất nhiên là mình là vô giá rồi đó cả nhà, bởi vì bây giờ cho dùng tỷ đô la ai mà đổi mình đâu có đổi đâu đúng không ạ? Dạ, tuy nhiên giới khoa học đó cả nhà, người ta nghiên cứu là các gần như là các cơ quan nè, các lục phủ ngũ tạng nè. Rồi các gọi là nội tiết tố dịch này kia kia nọ trong cơ thể mình đó mà được quy đổi thành thành cái giá trị ấy, thì ước tính khoảng là 1 tỷ đô la. Dạ, ước tính là khoảng 1 tỷ đô la. Thì thông qua đó đó cả nhà mình mới giật mình đúng không ạ? Bởi vì á, nhiều lúc mình mua chiếc xe ô tô có vài tỷ mà bị trầy xước chút xíu thôi là mình xót không cả nhà, xót đúng không ạ? Rồi có cần bảo dưỡng không, rồi thậm chí mua bảo hiểm cho chiếc xe đúng không ạ? Còn cái cơ thể của mình á trị giá cả tỷ đô, nhưng mà nhiều khi á là mình lại không có quan tâm để mà mình chăm sóc phù hợp nè, rồi mình bảo dưỡng cho đúng, cho đều, cho đủ. Thế nên là quay lại là nếu mà mình nhận diện được, mình nhận dạng được, mình nhận thức được là cơ thể này 1 tỷ đô thì thấy mình giàu không cả nhà? Mình đi tìm kiếm bên ngoài trong khi đó mình đang mang nguyên một cái kho báu 1 tỷ đô gọi là hiện 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 diện luôn nè. Đúng không ạ? Dạ, đó, đó là lý do tại sao mà khi các anh chị tham gia lớp thấu hiểu tài chính nè, hoặc là thấu hiểu sức khỏe thì mình thấy mình giàu không thể hình dung luôn. Mà hồi nãy thầy nói sao cả nhà, có nhận thức là có hiện thực, thì khi mà anh chị mà thấy mình đang sở hữu cả tỷ đô, hơn cả tỷ đô đúng không ạ? Ngoài cái cơ thể này anh chị còn sở hữu nhiều cái khác nữa, thì có phải là mình đang sở hữu mình đang rất là giàu có không ạ? Đó là lý do tại sao mà khi mà nghe các anh chị có nhiều con á thì cái quan niệm ở quýt á là thấy anh chị rất là giàu. Nộ bạn nhỏ thôi trị giá cả tỷ đô thôi là thấy anh chị có mấy tỷ đô rồi. Nên đợt trước có hai anh chị đều học mentor, rồi anh chồng còn đi học doanh chủ nữa, thì anh chị có 8 người con.
Thầy cô trong quýt ngưỡng mộ anh chị lắm. Nói trời, không ai giao được như anh chị bây giờ. Dạ, đó. Nhà nhà chị nhà nhà em có 3 tỷ đô. Tính tính mình vô cho chị, mình tính mình vô nữa nha. Mình nè, chồng nè, nhà chị hồi nãy có ba bạn nhỏ đó là coi như có 5 tỷ đô rồi, thấy không? Còn hơn nữa. Nhiều lúc còn ba mẹ cộng vô nữa. Nói chung là nhiều lúc cả chục tỷ đô luôn á. Dạ, chúc mừng các anh chị nha. Ngồi đây là các vị tỷ phú hết rồi đó. Đúng không cả nhà? Rồi, vậy thì tại sao nói con người là vốn quý cả nhà? Đã vốn thôi là đã xịn rồi đúng không ạ? Mà tại sao bài hát là con người là vốn quý ai ơi? Bởi vì ngoài cái giá trị mà nãy giờ mình làm rõ với nhau á cả nhà, thì mình còn có một cái, mình còn có một cái gọi là một cái vốn, đó là tổng nghiệp. Tổng nghiệp thức, tổng nghiệp duyên và tổng nghiệp quả. Dạ. Thì cái đó thì chắc là mình không có định lượng, ước lượng được là bao nhiêu tỷ đô. Nhưng mà cả nhà có thấy là khi mà mình có tri thức nè, rồi mình có nhờ những cái tri thức đó mình có những cái nhân tốt đúng không ạ? Sau đó mình gặp được duyên lành thì mình có được những cái quả như ý. Thì thông qua đó mình có được cuộc sống ước mơ hoặc là cảnh giới cuộc sống. Thì lúc đó có phải rằng là cuộc đời của mình là quá là vốn quý, con người là vốn quý. Hai cả nhà, đó. Thì thông qua cái nhận thức này mình thấy con người là con đường, là cây cầu, là con người cho chúng ta những bài học. Đã là con người thì không có vấn đề. Rồi con người là vốn quý đúng không ạ? Rồi con người là gì nữa cả nhà? Con người là thầy của tao mà. Ở đây thì mình mượn người thầy ha, người thầy để đại diện cho một người mà cho chúng ta đạo lý trong cuộc đời thôi. Sau cái phần nhận thức nội tâm về con người á, thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ ra chính dạng người mà hồi nãy thầy có giới thiệu với mình rồi ha. Thầy có giới thiệu với mình thì mình sẽ có những cái định nghĩa ha, để mình phân biệt nhận diện được là ai là minh sư, ai là cao nhân, ai là quý nhân, ai là thần tài. Rồi hôm bữa đó có một cái chị chia sẻ, Trâm hay gọi là tỷ phú ẩn danh đó, bán bánh mì ba tê lề đường gì thôi đó, nhưng mà có một cái người ăn xin gì đó đi ngang qua mà chỉ cho bánh mì thôi là tự nhiên ngày đó chỉ bán đắt, thì cái người đó nhận diện là cái gì ha? Thì thông qua một số cái hiện thực của các anh chị vậy đó, thì mình sẽ gọi tên và làm rõ cùng nhau để mình nhận dạng được một trong chín dạng người, hoặc là thậm chí có những người á là nhiều đúng không ạ? Được tích hợp nhiều dạng người trong cùng một người, rồi mình biết cách đối đãi như thế nào, mình biết cách đối đãi làm sao mà để giữ được mối quan hệ đó, hoặc là thậm chí thu hút nhiều hơn nhiều cái mối quan hệ như vậy, thì cái cuộc sống của mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn đúng không cả nhà? Rồi vậy con người là thầy của chúng ta đúng không ạ? Con người là thầy. Rồi, con người cho chúng ta gì nữa cả nhà? Con người có phải là nhân tài của chúng ta mà. Con người là nhân tài ha. Thì trong chín dạng người đó mình cũng sẽ làm rõ về nhân tài. Dạ. Rồi, con người là cỗ máy công đức phước đức đúng không ạ? À? Bữa giờ mình học bảy bố thí rồi đó cả nhà. Mình muốn tích tạo công đức phước đức thì phải nhờ có con người ha. Dạ. Rồi.
Rồi mình có trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người không cả nhà? Ví dụ như mình mở ra kinh doanh làm ăn đi, thì mình cần những cái người nhân tài đồng hành với mình nè, để có thể gánh vác và phát triển, đúng không ạ? Phát triển cái công việc kinh doanh đó, thì là con người đến là đã là vốn rồi nè. Rồi mình cần đối tác không ạ? Mình cần đối tác, thì đối tác của mình cũng là ai? Là con người. Rồi mình cần khách hàng không cả nhà? Nếu không có khách hàng làm sao có doanh thu, có lợi nhuận? Thì có phải là chỉ cần thấy có con người thôi là mình đã trân trọng biết ơn rồi, chưa biết họ là ai luôn á, chưa biết họ mang đến cho mình điều gì luôn. Nhưng mà có phải là con người đến nó không không là cái này thì cũng là cái kia không cả nhà? Có nghĩa không là con đường thì là cây cầu rồi, không không mang đến cho mình bài học thì cũng là vốn cho mình này, hoặc là nhân tài, hoặc là một người thầy của mình, hoặc là cho mình cái cơ hội để tích tạo công đức phước đức. Dạ thì con người trân trọng biết ơn ha, mình ghi trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người. Rồi, bữa giờ cả nhà mình có nghe cái bài hát là khi sinh ra trên đời á, nợ ân tình hàng triệu con người, nợ ân tình hàng triệu con tim không cả nhà? Khi ta sinh ra trên đời á, nợ ân tình hàng triệu con người, nợ ân tình hàng triệu con tim. Có ai nói là ủa sao tự nhiên mình sinh ra cái mình mắc nợ dữ vậy không? Có ai nghi vấn gì không cả nhà? À dạ, trời ơi, khi mà Trâm Trâm nghe cái đó đó cả nhà, Trâm nghe cái bài hát đó, có một cái chuyến là Trâm đi cùng đối tác trên xe về, đi cũng 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 đi đi tỉnh về lại Sài Gòn, thì đang đi cùng xe thì đối tác mở một cái nhạc bolero, mà cũng nói thật với anh chị là bây giờ tự nhiên mình quen nghe cái ngôn từ ánh sáng rồi á, cái tự nhiên mình nghe mấy cái bài mà nó buồn, mà nó não nề, rồi nó giống như kiểu từ nó đi về chiều hướng bóng tối ấy. Cái tự nhiên mình nghe xong cái mình cũng thấy sao nó không được khỏe. Xong cái lúc đó Trâm có mở lời với anh chị, Trâm nói à, anh chị có muốn trải nghiệm nghe nhạc thử nhạc của Quýt không? Tại vì lúc đó đối tác mà nói chung cũng đã biết về Quýt rồi, nhưng mà kho nhạc của Quýt thì chưa biết. Cái anh chị nói ủa Quýt có nhạc nữa hả? Nó dạ, Quýt có được một số bài hát mà toàn là từ các anh chị học viên á, học xong rồi tự sáng tác rồi tặng lại Quýt thôi, chứ Quýt cũng chưa có đầu tư gì để mà sáng tác hết á. Nhưng mà bi một có một số bài hát rất là hay, anh chị nghe thử đi, thì Trâm mới gửi cái link bên YouTube của mình ra đó. Thì anh chị mở lên cái anh chị nghe mà anh chị giống như rất là ngạc nhiên luôn. Anh chị nói trời cô ơi, sao mấy cái bài nhạc này hay quá vậy, à, không ngờ là Quýt toàn là những nhân tài á, về về âm nhạc không. Nói dạ không, mấy anh chị cũng không có làm thiên về chuyên ngành âm nhạc luôn. Mấy anh chị đơn thuần là học viên thôi à, rất là nhiều ngành nghề, nhưng mà tự nhiên vô đây cái gọi được tổng nghiệp sao đó mà tự nhiên sáng tác được những cái bài nhạc. Cái anh chị càng nghe thì càng nói trời sao mà ý nghĩa quá. Xong anh chị thích quá, anh chị nói trời biết ơn cô nha, bây giờ mà hai vợ chồng mà có đi đường xa là biết là mở nhạc gì cho nó phù hợp rồi. Anh chị nói thật là không mở nhạc thì buồn ngủ, lái xe thì nó không có an toàn, thế nên là phải mở nhạc, mà nhạc trẻ bây giờ thì nghe không vô. Còn bây giờ đâu còn lựa chọn nào khác là mở nhạc ngày xưa là nhạc nhạc bolero, thế nên là có nghĩa là không biết một cái lựa chọn nào để khác để cho nó tốt hơn. Bây giờ nghe nhạc quýt cái thích quá, nó là trời bây giờ vui quá mừng quá, từ từ giờ là đã có nhạc phù hợp để nghe trên xe rồi. Đó thì tự nhiên cái giây phút mà nghe cùng với anh chị đó trên xe cả nhà, tự nhiên Trâm rớt nước mắt luôn, thấy cảm động vô cùng cùng. Từng lời từng chữ mà các anh chị viết ra nó đến từ cái sự mà thẩm thấu tri thức á,
từ chính cái nội tâm mà từ cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn nó rất là lớn. Cái tự nhiên mình trông thấy rồi sao mà quýt quá là may mắn khi mà có được các anh chị tham gia học tập. Khi mà các anh chị nhận đón nhận cái tri thức này rồi có một cái sự chuyển hóa như vậy mà nó thể hiện ra bằng những cái bài hát như vậy luôn. Tự nhiên thấy trân trọng biết ơn vô cùng cùng. Đó thì quay lại ha. Thứ nhất là nội cái sự hiện diện của các anh chị tham gia lớp học thôi là Quýt đã rất là trân trọng biết ơn rồi. Rồi còn anh chị có những cái đóng góp đó, ví dụ như là đóng góp bài hát nè, đúng không ạ? À, rồi đền đáp tiếp nối nè đó, rồi tiếp tục đồng hành. Ví dụ như những anh chị nào định thân mình trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm đó, thì đồng hành học mentor rồi lại học master rồi gánh vác những cái dự án của Quýt đó, thì thật ra thầy cũng mong muốn lan tỏa cái tri thức này ra để mọi người đều có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì các anh chị là những gọi là cánh tay nối dài và để giúp cái tri thức này được lan rộng hơn. Rồi ngày ngày gọi là các anh chị ngồi đây nè, có phải là mình nhờ nhân mạch của mình không? Thì cũng rất là biết ơn các nhân mạch của anh chị giới thiệu để các anh chị có cơ hội biết đến Quýt và ngồi đây để tham gia cái lộ trình này. Rồi các anh chị lại tiếp tục là nhân mạch cho nhiều nhiều anh chị khác, đúng không ạ? Đó, thì nội cái sự hiện diện của con người thôi thì là đã mở ra cho mình biết bao nhiêu là thứ. Rồi thêm nữa nè cả nhà thấy cái bữa ăn của mình đó. Trong một cái bữa ăn của mình thôi, rau, cá, thịt, mọi thứ mình có tự làm được không cả nhà? Cho dù có tiền á, mà nếu người khác không làm mình cũng không có mà ăn. Quần áo mình đang mặc nè, quần áo mình đang mặc nè, có phải là mình thấy đơn giản á, trên hình tướng là mình có tiền mình có thể mua được, nhưng các anh chị có nghĩ là nếu như không ai sản xuất hết thì lấy đâu ra mình mua không? Bây giờ mình có biết là làm sao để dệt nên được một khúc vải không, chứ đừng nói là cắt may để mà có được một bộ đồ đẹp như vậy. Rồi chúng ta ngồi đây học với nhau nè, các thiết bị máy móc nè, công nghệ internet phát triển nè, phòng Zoom mở ra nè, thì mình mới có cơ hội được ngồi đây với nhau. Có phải là người thì ở nước này nước kia, tất cả mọi nơi trên thế giới được tụ về cùng nhau không? Đó, nếu mà không có con người thì sao mình có được những cái này cả nhà? Đó là lý do tại sao mà cái bài hát gọi là khi ta sinh ra trên đời, nợ ân tình hàng triệu con người. Khi ta sống trên cuộc đời, nợ ân tình hàng triệu con tim. Là bởi vì những cái điều đó đó cả nhà. Nên cái việc mà mình quy đổi nó ra một cái khoản tài chính để mà mình trả cho nó chỉ về mặt hình tướng thôi à. Chứ còn đằng sau đó mình đâu có thể nào đền đáp nổi đâu. Thế nên lúc mới gặp thầy, thầy hay hỏi gì nè. Có dám làm một cách đó là thuần tâm nhất cho mỗi người á, mỗi mỗi thầy cô á, có nghĩa là giúp đỡ 1 triệu con người không? Tại vì 1 triệu con người là mình mới huề vốn thôi, là mới có gọi là trả ơn thôi à, chứ chưa có tức tạo gì hết trơn á. Giúp 1 triệu con người là mới có trả vốn thôi à, là những cái gì khi chúng ta sinh ra chúng ta đang thụ hưởng, chúng ta đang được thừa thừa hưởng, đang nhận được, đang sử dụng hàng ngày đó. Thì ở đây thì Trâm nghĩ các anh chị cô chú mà lớn tuổi á, mình trải qua như Trâm cũng nói nhiều cái giai đoạn phát triển của đất nước á, thì chắc là mình cũng hiểu được là nó quý giá như thế nào. Có phải là bây giờ mọi thứ nó quá thuận tiện, nó quá tiện nghi, rồi nó phát triển hơn rất rất là nhiều không ạ? Thì những cái đó đều con người mang lại cho mình hết đó cả nhà. Bây giờ ví dụ như một cái điện thoại mình thấy 20 mấy triệu, 30 mấy triệu, đúng không ạ? Mình nói trời gì mà đắt như vậy, cầm cầm có cái điện thoại thôi mà là nhiêu cả nhà. À, người ta hay nói vui vui là nửa nửa cây vàng, đúng không ạ? Vàng bây giờ là khoảng 6 mấy triệu gì đó, trong không có cập nhật ha, mà tầm tầm đó phải không cả nhà? Một lượng vàng á bây giờ quy đổi là khoảng 6 mấy 70 triệu gì đó, đúng không ạ? Giá vàng không biết bữa giờ lên xuống, nhưng không có theo dõi, nhưng mà hình như là tầm tầm đó.
thì có phải là mình mua một cái điện thoại ba mấy triệu là mình cầm nửa cây vàng rồi cả nhà? Ui, lên 80 triệu rồi hả cả nhà? Wow, vàng bữa nay lên vậy đó hả? Trời ơi, thiệt đó, bây giờ vàng lên như vậy luôn, đô cũng có lên không cả nhà? Đô có lên không? Đô lên là mình 1 tỷ đô là mình đang lên giá nữa đó. Dạ đô không ạ. À? Dạ thật ra đô cũng cũng nên ổn định, chứ đô mà lên thì kinh tế của thế giới nó lại biến động đúng không cả nhà? Dạ có những thời điểm đô lên thì nó cũng hơi mất cân đối về tài chính một chút. Dạ đó, thế nên á thì 1 tỷ đô mình xịn không cả nhà? Quá xịn luôn đúng không ạ? Đó. Rồi gì đó, các anh chị học cấu trúc con người rồi phải không ạ? À, công đức như một núi vàng đúng không ạ? Rồi phước đức như một núi tiền. Trời ơi, đằng sau các anh chị là một núi vàng và một núi tiền. Rồi chưa kể là mình còn tích tạo được thêm nữa chứ, nếu mình biết cách đúng không ạ? Mình biết cách để bảo vệ, rồi mình tạo tác thêm nữa là mình, cái núi của mình ngày càng to bự hơn đó. Rồi ở đây mình ghi ha, mình ghi nợ ân tình ha, để mình nhớ mình trả ha cả nhà. Cái nợ ân tình thì mình phải trả đúng không ạ? À? Nợ ân tình. Rồi, hôm bữa trước Trâm có chia sẻ một cái thuật ngữ đó là trợ sức và mượn sức. Có phải là có con người thì mình mới trợ sức hoặc là mình mượn sức được không cả nhà? Rồi, mình trợ làm sao và mình mượn làm sao? Hôm bữa Trâm có nói rồi đó. Có anh chị nào nhớ có thể giao lưu nhắc lại không? Dạ ai thuận lợi mình giơ tay ha, mình giơ tay mình giao lưu ha. Mượn sức, trợ sức. Dạ, mời chị Nhàn. Em chào cô Trâm. Em chào cả nhà. Cái đơn cô Trâm là cho em giao lưu chia sẻ. Em nhớ hôm trước cô nói cái mượn sức và trợ sức này là cái lúc mà cô nói về giúp người ạ. Dạ vâng. Mượn sức là khi mà mình nhờ mọi người giúp. Mình nhờ mọi người giúp mình, tức là mình giúp người có ơn với mình và những người mà mình biết ơn ấy. Thì khi mà mượn sức là mình nợ ơn, mình nợ ân tình của họ, mình biết ơn họ, mình có ơn, người có ơn với mình ấy. Khi mà mình mượn sức của họ thì mình có ơn với họ. Còn trợ sức là khi mà mình có thể giúp được họ, biết ơn thì mình trả lại ơn ấy, trả lại ân tình ấy. À, em nhớ này. Và Dạ còn vâng. cái này hôm nay mà hôm nay cái buổi thời gian đầu mà thầy lúc đầu giờ thầy có chia sẻ về cái câu chuyện là người con muốn bảy cái hòn đá trên đường đi ấy, thì kể xong ấy thì con trai em ngồi bảo là ồ mẹ ơi hôm nay con đúng là con chưa biết mượn sức của chị trong việc nấu ăn để ăn cho 12 chị em đi học. Ồ bây giờ mình biết mượn sức ấy. Con trai em bảo là ô bây giờ mình biết thế nào mượn sức, thì sao mình biết thế nào để mượn sức để cùng nhau trợ sức. Vâng,
Dạ biết ơn chị nhàn. Dạ. Ở đây dạ mượn sức là mượn sức chỗ mạnh hơn để mình có thể phát triển. Trợ sức là khi mình đã mạnh hơn thì sẽ trợ giúp cho người yếu hơn mình. Dạ. Dạ biết ơn chị Sang Sang Huỳnh. Nó cũng có ý nghĩa như vậy ở cả nhà. Về cái việc mà mình trợ sức á, thì đôi khi á, là mình cũng không phải cần có nghĩa trợ sức mạnh hơn. Dạ à nó ngược lại như vậy nè cả nhà, mình mượn sức là mình nhờ sự giúp đỡ, còn mình trợ sức là mình giúp đỡ cho người khác. Dạ thì nhiều lúc á, cái việc mình mượn sức trợ sức của mình nó không phải là mình cần, có nghĩa là cho cái người yếu hơn mình đâu cả nhà, mà đôi khi mình cũng tạo điều kiện á, tạo điều kiện cho họ có cơ hội để phát triển. Ví dụ như thầy đang làm á cả nhà, ví dụ như cái việc thầy đang làm á, cả nhà có thấy rằng á là nếu như ha, nếu như Trâm không ngồi đây thì có phải là rất còn rất rất nhiều thầy cô khác có thể gánh vác không ạ? À? Dạ mà thậm chí á, là bên Bích á, còn có một cái quan niệm đặc biệt hơn nữa, có nghĩa là mình có cơ hội được cống hiến gánh vác, còn nếu như không có mình thì có người khác ngon hơn mình gấp vạn lần. Nên khi đó chỉ cần là có một cơ hội thôi thì gần như các thầy cô nào cũng nắm bắt. Ở đây thì mình nó khác với bên ngoài xã hội thì người ta gọi là tranh thủ hoặc là tận dụng, phần này không phải, cái này mình cảm thấy mình được làm. Thế nên là như bữa Trâm cũng có nói đó, vì là được làm nên ai không làm mà mình được làm á, thì mình còn biết ơn cái người nhường cho mình cái cơ hội đó nữa. Đó, rồi thầy cũng vậy cả nhà. Thầy á, là tạo điều kiện cho các thầy cô được cống hiến gánh vác, được được hỗ trợ cho thầy đúng không ạ? Có phải là các thầy cô đang thầy đang mượn sức các thầy cô không? Nhưng mà không, thật ra thầy làm được hết cả nhà. Hồi nãy thầy nói cái việc mà thầy có thể đứng lớp thay gân đổi cốt mà, tại vì trước đây thầy là người đứng đầu, thầy là người đứng đứng chính cái lớp đó, sau đó mới chuyển giao cho thầy Sơn, rồi bây giờ thầy Sơn thầy thầy chuyển giao là thầy để tôn trọng luôn, thầy để hẳn cho thầy Sơn vận hành rồi làm chủ các buổi học và thầy không tham gia nữa, chỉ có một số lớp mentor á, thì thầy muốn bồi dưỡng trực tiếp hoặc là thầy muốn dành những cái huấn luyện đặc biệt để cho các anh chị có thể chinh phục một số cái mục tiêu về thể chất, thì thầy xin phép mỗi lần như vậy thì thầy xin phép thầy Sơn, thầy xin phép các thầy cô là cho thầy được mở cái lớp đó chỉ riêng cho mentor, ví dụ vậy, vì một cái mục tiêu nào đó. Rồi ngày xưa sức khỏe cũng vậy cả nhà, ngày xưa sức khỏe thầy cũng là người đứng chính, thầy thấu suốt và thậm chí thầy còn đi chia sẻ về về sức khỏe. Và nếu mà ai á, trước đây có tìm hiểu về sức khỏe thì sẽ biết thầy là gần như là thầy là một trong những người mà hàng đầu ở Việt Nam chia sẻ về dinh dưỡng, về dinh dưỡng học. Các anh chị mà trong ngành về sức khỏe thì gần như là đều biết thầy. Và một số thầy cô mà có nhân duyên đồng hành với thầy thời điểm này nè, thì đôi khi cũng có rất nhiều thầy cô là bén duyên là từ cái thời mà thầy đi chia sẻ sức khỏe. Đó, nhưng mà bây giờ thầy cũng chuyển giao hết cho thầy Vũ và thầy cũng không gánh vác cái lớp đó nữa. Đó, thì bây giờ mọi cái về sức khỏe này nọ là thầy là người chỉ gọi là gì hỗ trợ cho các anh chị về nội tâm thôi, còn sức khỏe là cứ kiếm thầy Vũ, bây giờ thậm chí thầy cũng không cố vấn về sức khỏe nữa luôn đó. Thế nên là thầy làm được không cả nhà? Thầy làm được, nhưng mà thầy mượn sức, nhưng mà thầy mượn sức có phải là thầy yếu hơn không? Không, thầy mượn sức là vì thầy cho các thầy cô khác có cơ hội. Dạ yeah. Đó, có điều kiện có cơ hội để phát triển. Rồi tâm y dung á, cả nhà mình ở đây có ai đã được trải nghiệm về về chăm sóc ở tâm y dung chưa? Cái tâm y dung đó là thầy cũng tải về, thầy nhìn thấy cái hình ảnh làm sao để cho các anh chị đó đẹp, mà nó đến từ cái nghi vấn á, là các anh chị mentor tham gia về thể chất đó cả nhà, thì rèn luyện bơi đạp chạy, tham gia cái cuộc thi Ironman á, và Iron Week là để tốt nghiệp mentor, còn Ironman là cái cuộc thi chắc anh chị biết là cái cuộc thi mà gọi là người sắt á, thì bơi đạp chạy. Ví dụ như Ironman thì để chinh phục á, gọi là
70.3 đó là bơi hai cây biển nè, bơi biển hai cây xong rồi lên đó là ôm xe đạp chạy 90 cây, sau đó là thả xe đạp xuống chạy bộ 21 cây trong vòng 8 tiếng rưỡi, có nghĩa là cái thời gian giới hạn đó thì hoàn thành hết ba cái đó thì nhận được huy chương đó. Thì khi mà các anh chị trong cộng đồng tham gia cái đó đó cả nhà thì phải có sự luyện tập chứ, mà luyện tập là vừa bơi biển nè, vừa đạp xe vừa chạy bộ, thì anh chị cũng biết là khi mà mình tiếp xúc với môi trường rồi ánh nắng mọi mọi thứ thì da các anh chị không có được bảo vệ tốt, thì lúc đó thầy mới nghi vấn là làm sao để vẫn bảo vệ cho những anh chị vẫn tham gia y như vậy, vẫn vận động, vẫn luyện tập đạt được cái điều đó nhưng mà da vẫn đẹp. Thì khi có nghi vấn đó thì thầy nhận được, thầy nhận được cái phần đó rồi thầy cũng được một vài cao nhân chỉ điểm thêm, thế là ra được cái môn tâm y dung. Thì cái tâm y dung đó đó là thầy lúc đầu là thầy làm, thầy thể nghiệm trên cá thể, có nghĩa là thầy gom hết cô là vợ thầy á, rồi cô Triều là hai người đầu tiên cho thầy làm, xong rồi sau đó là thầy gom hết tất cả các thầy cô ở quýt lại thầy chăm sóc để thầy quan sát xem là cái phương pháp đó nó có thực sự hiệu quả hay không, rồi sau đó thầy thông báo với các anh chị mentor tụ về là coi như thầy làm liên tục suốt mấy tháng trời mà là đích thân thầy làm. Thì sau khi có một lượng cá thể đủ lớn và thầy thấy được cái hiệu quả rồi thì lúc đó thầy chuyển giao cho các thầy cô khác và nhận nhận trách nhiệm sứ mệnh chính cho gánh vác cho cái việc đó về chuyên môn là cô Triều đó. Thì cứ như vậy, cứ như vậy, có nghĩa là thầy chuyển giao hết cho các thầy cô và thầy mượn sức các thầy cô, mặc dù thầy nói vậy nhưng mà thực chất là thầy đang cho cơ hội nên nó đôi khi không phải là mình giúp người hoặc là mình giúp người yếu thế hơn hay là mình trợ cho người yếu thế hơn đâu cả nhà đó. À, thì về cái mượn sức và cái trợ sức này á, nó rất là vi diệu. Nếu mà thực sự trong một doanh nghiệp mà mình biết mượn sức và trợ sức, có nghĩa là ai cần thì mình hoàn toàn có thể hỗ trợ người đó, rồi mình biết là mình gọi là cho người ta cái quyền hoặc là cái trách nhiệm để mà người ta gánh vác, thì lúc đó phát triển kinh khủng khiếp. Trong gia đình cũng vậy cả nhà, trong gia đình mà mình gồng gánh mình làm hết đôi khi cũng chưa tốt, nhưng mà mình muốn mình biết mượn sức và trợ sức các thành viên trong gia đình thì cái mối quan hệ đó nó sẽ bền chặt hơn. À, tâm y dung. Dạ, tâm y dung hiện tại cả nhà nó giống như là một cái spa chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Dạ. Rồi ngoài ra nữa thì bên tâm y dung cũng có một số khóa học chăm sóc da cơ bản, rồi có master tâm y dung. Master tâm y dung là chuyển giao cho các anh chị có mong muốn nhận và phát triển một cái gọi là một tạm gọi là một cái spa kinh doanh giống như tâm y dung. Dạ. Thì nếu mà có cơ hội các anh chị có thể thể nghiệm trải nghiệm thử ha để mình cảm nhận. Thì Trâm thì Trâm cũng thấy Trâm may mắn vậy nè cả nhà. Nếu ai biết Trâm trước đây á, khoảng 10 năm trước, thì nhìn nhìn bên ngoài á, là Trâm sẽ gọi là sao ta, dùng từ già nó hơi bóng tối nhưng mà không biết dùng từ nào khác cả nhà, nó già hơn bây giờ khoảng hơn 10 tuổi. Nếu mà ai biết Trâm thì sẽ thấy bây giờ Trâm rất là khác biệt. Ví dụ ha, ví dụ như là ngày xưa cái nọng này của Trâm là cả nhà, cái mặt gọi là nó vui vui á, là cái mặt như cái mâm vậy đó đựng được mười mấy cái chén chè luôn nhưng mà mình cứ nghĩ á, là nó mập nhưng mà thực chất không có mập cả nhà. Mình mà hiểu á, thì mình biết á là cái chỗ này nè nó là cái gọi là cái nơi mà nó ứ đọng những cái rác thải, có nghĩa là cái mặt mình, cả nhà có công nhận là mình tập thể dục á, khi mình tập thể dục thì có thể là mình tập tay chân hoặc là toàn thân đi, nhưng mà cái mặt mình nó mình chưa có biết cái cách tập đúng không ạ. Trước đây Trâm, nếu Trâm chưa biết thầy chưa biết quýt thì Trâm không biết cách tập cái mặt làm sao á, thì cái mặt mình nó đâu có tập thể dục đâu cả nhà. Thì theo năm tháng
và gọi là gì, lực hút của trái đất thôi, là nó đã xệ cái mặt mình xuống. Đó là lý do tại sao cái người ta mới nói là tuổi tác càng cao thì cái mặt nó sẽ bị lão hóa, nó lão hóa bởi nhiều nguyên nhân đúng không ạ? Ví dụ như là từ bên trong, là bên trong là các ví dụ như bô cơ collagen của mình nó không còn phát triển, gọi là cái nhà máy sản xuất á, nó làm việc nhiều năm tháng rồi mà mình chưa biết bảo dưỡng đúng, thế nên là cái nhà máy đó nó xuống cấp. Rồi dinh dưỡng nguyên liệu, có nghĩa là mình không có cung cấp cho nó phù hợp hay nó đủ, thì thế nên là cái nhà máy đó nó sản xuất thiếu hiệu quả, thì các cơ, các mô cơ nè, rồi collagen của mình nó không có còn như trước nữa, thì bắt đầu nó chảy xệ đúng không ạ? Rồi cái lực hút của trái đất thì mặt mình nó cũng bị hút xuống nữa đúng không, theo theo một cái gọi là nguyên lý tự nhiên. Dạ rồi ngoài ra thì cái phần này nè, thì khi mình học về sức khỏe đó, các anh chị học về sức khỏe thì chắc biết đó, thì nó ứ động những cái rác thải, nếu như cái mặt mình nó có những cái điểm nó tắc cơ, những cái nó không có được máu huyết lưu thông, thì có một số cái bài để giải tắc cơ, thì chỉ cần mình chăm sóc thôi tự nhiên nó phục hồi về. Thì bây giờ mình cứ duy trì bảo dưỡng đều đặn nha. Nó giống như một cái, ngay cả như hồi nãy Trâm nói đó, mình mua một cái xe thôi, một cái xe máy thôi là cũng phải đã có chế độ bảo dưỡng rồi đúng không ạ? Định kỳ rồi, huống hồ như cái cơ thể của mình cả tỷ đô mà mình không biết cách sử dụng, mình không biết cách gọi là hướng, không có hướng dẫn sử dụng đúng, rồi cái mình không biết cách chăm sóc và bảo dưỡng đúng nên nó xuống cấp và thậm chí là nó gặp vấn nạn đúng không ạ? Chỉ cần là mình ý thức được rồi, mình biết cách là chăm sóc làm sao mà đều đúng đủ thì tự nhiên nó cải thiện đó. Thì nếu mà ai biết trong nhiều năm tháng thì sẽ biết là bây giờ là trong trong khác hơn trước rất rất là nhiều. Dạ biết ơn cả nhà. Ở đây thì cái hiện thực này thì trong mentor thì các anh chị nhận hết rồi cả nhà, bởi vì các anh chị mentor học xong một khóa đồng hành với Quýt rồi tham gia các lớp rồi nhận nhận thức là hiện thực đúng không ạ? Có nhận thức cái là các anh chị đều khác biệt lắm, nên đó là lý do tại sao mà mình một số mối quan hệ đó mình quan sát, thì ở đây các anh chị chắc là đều biết các mentor mà, tại nhân mạch mình chắc cũng vòng vòng là những anh chị học những cái khóa thấu hiểu nội tâm lâu năm nè, hoặc là đã làm mentor master hết rồi, thì mình quan sát ha, mình quan sát mình sẽ thấy những cái hiện thực nó chuyển, nhưng mà thực chất nó chuyển bên ngoài không cả nhà, cái bên ngoài chỉ là cái hình tướng thôi, chứ thực chất các anh chị chuyển từ bên trong ha, các anh chị chuyển từ bên trong thì nó thể hiện ra bên ngoài và mình nhìn thấy được. Dạ Trời ơi chị Tuân chị khen quá trời luôn, chị khen mới như 25 tuổi, em mới 20 tuổi quýt thôi chị à. Ở đây mình mới 20 tuổi hết không cả nhà. Rồi đó thì hôm nay mình có một cái nhận thức nội tâm về con người một cách khác đi, thế nên đó là lý do tại sao mà mình thấy con người là mình hạnh phúc lắm cả nhà. Dạ rồi nhờ con người thì mình mới có thể tích tạo được công đức phước đức. Dạ rồi nhờ các anh chị, thật chất là rất là biết ơn cái lớp thấu hiểu nội tâm online luôn. Đó là lý do tại sao mà các anh chị quan sát, các anh chị sẽ thấy Quýt gần như là duy trì xuyên suốt cái khóa này, và cái khóa này gần như là cái khóa chủ chủ đạo luôn, là bởi vì những anh chị mà muốn bước qua học thấu hiểu tài chính hoặc là thấu hiểu sức khỏe hay thấu hiểu yêu thương gì đó, thì cái nền tảng ban đầu đều là thấu hiểu nội tâm hết đúng không ạ? Mình phải hiểu về nội tâm thì bắt đầu mình mới làm rõ hơn về khía cạnh sức khỏe, mối quan hệ và tài chính đó. Rồi ngoài ra nữa thì các khóa học này á, các hiện thực của các anh chị, nhất là các năng lượng mà các anh chị định tâm dành cho khóa học, nó giúp cho nuôi dưỡng một cái nguồn năng lượng. Thì Trâm cũng nói là trời, Trâm cảm thấy mình rất là phước báo khi mà được đồng hành cùng với các anh chị. Nhiều lúc á, không có vào đây học nhưng mà đôi khi là cũng có nghe lại ghi âm, hoặc là có vào ngắm các anh chị xong rồi có lịch họp hay là có công việc gì đó thì mình lại làm cái công việc của mình đó, nhưng mà đều gọi là các anh chị giống như là giữ giữ lửa vậy đó, nói vui vui là giữ lửa, nên thực chất là rất là biết ơn cái sự hiện diện của các anh chị trong cái lộ trình lớp học. Dạ rồi
Anh chị cũng thấy đó, nhiều lúc đó, con người họ giúp mình mà mình đâu có biết. Những cái khóa trước đó, Trâm cũng có chia sẻ đó, thì lúc lúc Trâm khoảng mười mấy tuổi á cả nhà, thì có một cái bối cảnh mà sau đó thì Trâm nhận diện về, Trâm chưa gọi tên được là con người là như bây giờ, có nghĩa là gì như bây giờ, nhưng mà lúc đó tự nhiên Trâm ngộ ra được là trân trọng, rất là trân trọng về nhân duyên. Nhân duyên mà mình được gặp trong cuộc đời này nó đặc biết vô cùng cùng và nó quý giá lắm. Thế nên là những ai đến với cuộc đời Trâm đều cảm thấy rất là biết ơn. Mà đặc biệt một điều cả nhà, lúc mà đến với Quýt thì Trâm mới nghĩ là Trâm mới biết được cái từ trân trọng biết ơn thôi. Nhưng mà vô tình cách đây khoảng vài ngày á, Facebook nhắc lại từ 7-8 năm trước, lúc đó Trâm chưa biết Quýt, thì trong một cái bài mà Trâm để cái chế độ cá nhân á, thì Trâm đã ghi được cái từ trân trọng biết ơn rồi. Lúc đó cái tự nhiên Trâm đọc, Trâm giật mình, Trâm nói ủa cái từ này ở đâu vậy ta. Lúc đó là mình đã biết được cái từ trân trọng biết ơn rồi hả ta. Mình tưởng là đến lúc mà gặp thầy gặp quýt thì mình mới biết được cái thuật ngữ này, thì ra tự nhiên đâu đó cái mình cũng được nuôi dưỡng. Dạ. Anh Hải cả nhà, ảnh nghiên cứu sâu về bên tôn giáo và hay nói rõ hơn là về vũ trụ quan. Tuy nhiên á, trong cái lộ trình, trong cái khuôn khổ lộ trình của mình đó cả nhà, thì mình mượn một số cái triết lý về tôn giáo, về khoa học và về đạo lý để mà mình làm rõ, cũng như là giúp cho cả nhà mình có được một cái gọi là một cái nhận thức để thay đổi về nắm được cái hệ quy chiếu, ba cái hệ quy chiếu chuẩn, rồi một số cái khái niệm nguồn có lợi để mà mình kiến tạo được một những cái điều mà mình mong muốn trong cuộc sống. Chứ mình sẽ không có nói sâu về một cái khía cạnh nào ha cả nhà, mình không có nói sâu vào một cái góc nào, mà mình mượn một số cái để mà mình làm rõ gọi tên. Dạ, nên Trâm xin phép là Trâm cũng, thứ nhất là nó cũng ngoài cái biết của Trâm, thứ hai là mình cũng không có nói sâu trong cái khuôn khổ lộ trình này. Dạ. Dạ, biết ơn cả nhà. Rồi, có anh chị nào mình giao lưu không? Hôm nay hình như là mới là cái ngày bữa giờ lên đồng hành với các anh chị đó, thì hình như hôm nay Trâm mới làm gọi là trong cái khung giờ mà Trâm được cho phép. Những ngày trước là toàn là bị lố giờ không. Có cái hôm trong ngồi á là thầy bước lên luôn, có nghĩa là thầy có lớp sau á, có nghĩa là sau cái giờ này thầy có lớp học cũng online xây dựng tổ chức trường tồn, thầy đang hỗ trợ cho một doanh nghiệp để lộ trình để xây dựng thành doanh nhân văn hóa. Thế nên là thường là 10 giờ là các bạn bên IT là xin Zoom rồi. Thế nên là Trâm cũng đấn đá Trâm xin thêm vài phút, ai ngờ bữa đó bị lố thầy bước vô luôn mà chưa có mở Zoom. Nên bữa nay mình tôn trọng mặt thời gian ha cả nhà. Chắc là Trâm xin phép mời chị Hoa Nguyễn giao lưu nữa rồi mình chào nhau nha. Dạ, biết ơn cả nhà. Dạ em Mời chị. dạ trân trọng kính cô và cả lớp ạ. Tại vì nhắc đến cái người bán bánh mì ba tê thì chỉ muốn để cho cô nhận lại em là chính người bán bánh Em biết mà, em nhớ chị mà, em có chứa đựng chị. Vừa là bán bánh mì tê lề đường nè, vừa là giáo viên tiểu học nè, vừa là mở khách sạn đúng không? nói một đó Dạ. là vừa dạy học quản lý 13T thì lại biểu diễn văn nghệ, thế Dạ. là mình trò nó mới xem thì nó cứ bảo bán bánh mì 3T đi, mua bánh mì 3T dạ em xin hết ạ để trả lại thời gian cho mọi người ạ. Rồi chị dễ thương quá chừng chừng luôn á. Dạ, biết ơn chị Hoa Nguyễn. Rồi mình chào nhau ha cả nhà. Trâm xin phép mở mic cho cả nhà.